cái việc mà mình làm chung ấy nó là một cái lợi thế nhưng mà nó là một cái nhược điểm cũng rất là lớn bởi vì làm cái công việc sáng tạo nội dung này là những cái người cũng có một cái tôi khá là lớn ừ. mà một khi mà cái tôi mà đã đổi lên rồi ấy thì gần như là không ai nhường ai luôn tiktok nó là một cơ hội mở tất cả ai cũng đều có thể trở nên nổi tiếng được cái nghề này nói gì nói nó là một cái nghề rất là hot đã hot rồi thì tất cả mọi người đều mong muốn nhảy vào nếu như mình đã xây dựng hình tượng thì cái hình tượng này nó cần có cái sự chính chu khi mà người làm cái nghề này mọi người sẽ luôn gặp phải áp lực, áp lực từ chính khán giả chỉ là một phần thôi, áp lực từ chính bản thân mọi người nữa bị ý tưởng nó không phải là một vấn đề nữa, ừ. nó là một cái công đoạn một trong cái tiến khoan. trình mình sản xuất mọi video đang có một cái luồng quan điểm nên, nên bảo là ủn mấy ông tiktoker nổi tiếng nhanh quá nên là tôi gọi là ngáo quyền lực ừ. <laughs> kiểu kiểu đấy mọi người có nghĩ cái chuyện đấy nó có tồn tại hay không Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một số tiếp theo của podcast người trong môn nghề. À, thời gian gần đây thì nghề content creator hay là TikToker đang nổi lên như một cái lựa chọn rất là là hấp dẫn đối với nhiều bạn trẻ. Thì ngày hôm nay thì mình đã có ở đây một uh, cặp đôi khách mời. Lần đầu tiên là chúng ta có một cặp đôi ở đây. Đó là hai bạn từ gia đình Thùng Long Family. Thì uh, trước khi mình bắt đầu thì uh, không biết là hai bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân và về Thùng Long Family cho khán thính giả người trong môn nghề được biết được không ạ? À, cảm ơn việt anh ừ. và xin chào tất cả khán giả uh, của chương trình người trong môn nghề bọn mình là gia đình thủng long mình được biết đến là bà vợ khó tính của gia đình thủng long mình là bom còn chồng mình là thủng long và công việc hiện tại của bọn mình đấy là sáng tạo nội dung sản xuất nội dung trên nền tảng mạng xã hội cũng được gọi tên là content creator ừ. và công việc tiếp theo nữa là bọn mình đang là giám đốc sáng tạo sản xuất và co founder của getnet công ty giải trí truyền thông và phát triển các bạn content creator tiềm năng thủng long family tôi tôi, 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 tôi bây giờ mình tại vì mình cũng cùng tuổi chia sẻ với các bạn khán thính giả là mình cùng tuổi cho nên là chắc là trong cái podcast này thì bọn tôi sẽ trao đổi với nhau và xưng hô với nhau gọi là tôi và các bạn để okay. cho nó thân thiện trước khi mình bắt đầu thì tôi muốn hỏi một tí là cái điều gì nó truyền cảm hứng cho các bạn làm kênh thủng long family và ví dụ như trước thủng long family thì có cái gì đó manh nha không hay là nó là cái đầu tiên luôn Trước Thủng Long Family thì là Thủng Long yeah. đấy, Còn cái chuyện cảm hứng thì thực ra là nó hơi khó nói Tại ừ. vì là nó bắt nguồn từ những ngày năm 2013 cơ ừ. Là ừ. lúc đấy là ra đời cái nền tảng vai À đúng từ không? từ từ thời vai nữa luôn Đúng ừ. rồi ờ. okay. Nhưng mà cái thời điểm đấy thì là cả hai bọn tôi đều đang đi nhảy Đều đang là, đang đi học nhỉ đấy 2013 rồi. là đang đi học, đang là sinh viên Ờ, còn đang hoạt động nhảy nhót, còn đang mê nhảy lắm Nhưng mà lúc đấy thì là vì có cái sự xuất hiện nền tảng vai Nên là nó cũng là một trong những loại hình giải trí rất là thú vị mỗi tội là cái đấy nó không phổ biến ở việt nam đấy nhưng ừ. mà mấy nhưng mà do là bọn tôi lại uh, thích về nhảy và cái nguồn cảm hứng về nhảy của bọn tôi lại đến từ nước ngoài rất là nhiều ừ. nên là lúc đấy tôi lại có cái xu hướng là tôi thích tìm hiểu và nghiên cứu và xem những cái nguồn tài nguyên kể cả về nhảy lẫn kể cả về hài ừ. đấy về comedy hay giải trí nguồn từ nước ngoài ừ. đó và vai là một trong số những nguồn đấy thì nói chung trộm vía nói thẳng là nó cũng hợp gu ví dụ như kiểu là mấy anh như kiểu là Rudy Mancuso này à Không ừ. Rudy Mancuso không phải là anh mà là bằng tuổi của mình chín ba bằng tuổi luôn à đúng rồi tôi tôi xem mà tôi không biết đâu à, đấy rồi uh, uh, King Bach chắc chắn yeah. là một tượng đài rồi ừ. là anh da đen đấy ừ, ừ. đó thì rất là thích nhưng mà về sau đấy thì mình xem nhiều quá tự dưng nó nuôi cho mình một cái cảm xúc là mình muốn được là một cái có tính giải trí tương tự như thế từ lúc nào mà mình không hề biết luôn nó ừ. ừ. và sau đấy thì cái sự giải trí nó được được thể mấy. hiện qua cái việc là mình mình chia sẻ mình trao đổi và mình cợt nhả với bạn bè trong nhóm nhảy Đúng rồi. dần dần tất cả những cái thứ đấy được xây dựng uh, theo thời gian và một vài đi video chơi đùa nho nhỏ giữa bạn bè với nhau đấy. thời điểm mà đợt đầu ấy thì là tôi lại không xem vai Ừ. tôi được truyền cảm hứng cái đấy là từ phía đây phía long phía ừ. chồng tôi thì uh, lúc đấy tôi cũng chưa có một cái cảm nhận nhiều về cái thể loại đấy bởi vì tôi không có xem những cái thể loại đấy ừ. nhưng mà uh, cũng kiểu tiếp xúc quá nhiều với mấy cái ông cợt nhả như này dần dần mình bị lây cái, <laughs> cái cái năng lượng cái sức ảnh hưởng ấy <laughs> thì lúc đầu cái kênh thủng Long family thì uh, tiktok thì là về sau trước đấy là kênh fanpage Fanpage lúc đấy chỉ là thủng long thôi ừ. thì là lúc đấy long làm một mình thì làm những cái clip mà được truyền cảm hứng từ những cái uh, anh da đen các thứ ừ. là king bay thì uh, đến một thời gian thì tôi cũng hai đứa yêu nhau thì bắt đầu cũng gọi, rủ nhau ấy ừ. để cùng làm thì bắt đầu thấy là cái sự tương tác cũng như là phản ứng khán giả đến một cái cặp đôi nó mạnh mẽ hơn thì lúc đấy ok, bắt đầu tôi cũng vào nguồn làm cùng với Long. Thì đến khi mà chính thức là hai đứa về cùng một nhà, thì kênh đấy mới đổi thành là Thủng Long Family. Còn ừ. trước đấy là Thủng Long rồi. Trước đấy là Thủng Long. Đúng rồi, một mình sở hữu kênh đấy thôi. Ừ. Nhưng mà vốn ngay từ đầu tiên em nói thật sự luôn là có một vài video là tôi làm ở trên phương diện là cá nhân thôi. Ừ. Chứ còn lại thì vốn bản chất của cái Thủng Long ngay từ đầu nó đã là Thủng Long Family rồi. Ừ. bởi vì đa số các cái video nó đều là có sự tương tác giữa hai đứa với nhau cả. và tôi nghĩ là ai cũng sẽ giống như bọn tôi tất cả những cái người mà bắt đầu làm sáng tạo nội dung ấy là đều có một cái hình mẫu một để, cái hình để tượng theo đúng, đúng rồi ừ. để mình mong muốn được trở thành thì đấy cũng là những cái mà bọn tôi bám theo giống như những người khác. nhưng mà hình mẫu của hai người sẽ là gì? rõ ràng là với với Long thì ngày xưa <laughs> nó là một vài nhân vật thế nhưng mà nếu hình mẫu cặp đôi đi mọi người có, có hình mẫu cặp đôi gì không hay là nó chỉ ừ, một sẽ... cách tự nhiên? Ừ thực ra là như này cái hình mẫu về sự vui vẻ là long vừa kể rồi à. là cái năng lượng vui vẻ Là ừ, như thế ừ. còn hình mẫu về gia đình thì nó cũng không hẳn là một hình mẫu mà tôi muốn hướng đến đâu nhưng mà uh, đợt đấy là long có cho tôi xem một cái gia đình là Ồ, cái gì OB à? Erby Erby family ưbi ừ. family thì uh, cái nội dung bọn tôi làm nó không phải quá không phải là giống cái gia không đình không giống không hề giống gia đình đấy nhưng mà ở thời điểm đấy long cho tôi xem một cái hình mẫu về một cái gia đình sáng tạo nội dung ừ. là tôi nói là ôi em thích như thế em thích được là sau này à, mình có một cái gia đình cũng như là nếu con cái cũng giống như bố mẹ ừ. thì bố mẹ và con cái cũng giống như những người bạn với nhau luôn thì đấy là hình mẫu mà tôi muốn hướng đến nhưng mà nội dung thì không giống nhau ừ tôi hiểu tôi hiểu gọi là như kiểu là cái tôi tinh thần ấy tinh, tinh thần nhà cùng tham gia vào làm nội dung với nhau ấy ừ. à. nhưng mà bài học rút ra ở đây là cứ phải lấy vợ thì nó mới phát triển được lên, đúng, đúng, đúng không tôi thấy tôi thấy có vẻ khỏe hơn ngày xưa à, đúng không thôi thôi có thủng long nó không phải bằng thủng long family rồi đúng không nó sẽ có hai cái đầu ấy Tôi nghĩ là tí nữa tôi cũng sẽ có một câu hỏi về ừ. câu chuyện và sáng tạo nội dung theo team bởi vì tôi thấy là ừ. đó là một trường hợp khá là đặc biệt, khá là ừ. thù Nhưng mà bây giờ trước khi gọi là mình đến đoạn đấy thì tôi muốn hỏi thêm một tí nữa về câu chuyện Thủ Long Family là trong cái quá trình ừ. sáng tạo nếu các bạn tính là từ 2013 cho đến bây giờ ừ. chắc phải chục năm rồi. Chục năm thì rồi, phải rồi. Phải đến ừ. chục năm rồi đấy. Ừ. Trông trông thế thôi mà chục năm là một con số một thập kỷ là cũng dài đấy. Mà quá rất nhiều nền tảng. Thế thì có ừ. những cái điều gì và những khoảnh khắc gì mà mọi người cảm thấy rất là đáng nhớ? thực ra thì đầu tiên cho tôi nghĩ là cái giai đoạn 2013 ấy thì nó là cái giai đoạn bắt đầu mình có được sự tiếp cận ừ. Ừ. và cái nguồn cảm hứng thôi ừ. còn lại để mà bắt đầu làm nội dung ấy thì là 2020. chỉ tính từ từ 2000 trước đấy 2020 là cái đoạn mà mình bọn mình bắt đầu làm tiktok ừ, đúng rồi. nhưng mà trước đấy là bọn mình cũng đã làm về facebook facebook cái thứ ờ, rồi thì chắc là một hai năm rồi đấy ừ, 2013 là tiếp cận đến cái công việc sáng tác nội dung hiểu, hiểu, hiểu. 2020 ừ, đúng rồi đúng không? Hai năm 2023 này, Thì ừ. thì 2020 là bắt đầu làm. 20 là bắt đầu là TikTok. làm tiktok. Ừ. Thì, thì, trước đấy hai năm, hai năm, 2 năm, 2 năm ừ. thì là, là 2 làm facebook người, uh, 2018 18, đúng rồi. đúng rồi. thì có nghĩa là giai đoạn từ 2013 đến 2018 là như kiểu là giai đoạn nuôi dưỡng thôi nhưng mà nuôi dưỡng ở đây không phải là có chủ đích. Ừ. mà là mình không hề biết, chẳng qua là mình thích nó thôi và mình xem nó nhiều quá đến như kiểu bị nhiễm ấy, <laughs> ừ, đấy. Tôi Thế còn okay là hai yeah. <laughs> nghìn là bắt đầu manh nha rồi. Đối với tôi ấn tượng mà tôi nhớ nhất trong cái quá trình làm sáng tạo nội dung ấy, ừ. đấy là cái clip đầu tiên viral ở trên uh, nền tảng Facebook. Ừ. Đấy là cái clip mà bọn tôi chỉ đơn giản là lái, là, làm một cái tình huống rất là đời thường cặp đôi thôi. Lúc đấy thì uh, trước khi e cái clip đấy, long còn không có niềm tin với nó cơ. Cái clip uh... mà lái xe xong rồi em. Uh... Gãy đi gãy tì <laughs> <Gậy đi. cười> Thì lúc đấy là uh, Long còn bảo là Xem xong nó bảo là có bị nhạt không Anh đang không kiểu Kiểu có một cảm xúc quá là mạnh mẽ với nó ấy ừ. Thì lúc đấy là định không e Nhưng thế nào đấy Long bảo thôi thì mình Cũng đã sản xuất rồi thì mình ừ. e đi Thì không thể ngờ được chính cái clip đấy Nó là cái clip viral Ở không? trên Facebook, Facebook. Ừ. Okay. Và nó được tất cả rất nhiều cái nền tảng mạng uh, fanpage khác e ừ. lại Video đấy là kéo về cho Vết thì như là lúc đấy là 20.000 follow Chỉ ừ. trong vòng 2 ngày Và lúc đấy là hai vợ chồng cũng kiểu bị bất ngờ Về cái hiệu ứng của cái clip đấy Thì tôi nghĩ đấy là cũng là một cái Một cái bàn đạp Để bọn tôi thấy là nó có tiềm năng Đối với ừ. cái khả năng sáng tạo và cái khả năng làm video của tôi Lúc đấy dân cả một dạng tín hiệu ừ. Đúng rồi ừ. Mình biết là mình hiểu được nó rồi Một <laughs> phần nào đấy là nó có thể nó có những cái bước tiếp theo bước tiếp theo mình có thể làm được thử xem ừ. sao. Nhưng mà tôi thấy mọi người kiên trì đấy, tức là từ cái bước đầu tiên đấy để mà đến tận bây giờ chắc chắn là nó sẽ đi qua rất nhiều uh, trông gai thử thách nó Sẽ có những lúc ừ. mình tưởng là mình nắm được rồi ừ. nhưng mà sau cuối cùng lại flop. Đúng uh, rồi. Xong rồi có những lúc mình lại rất tự tin thì lại flop, và những lúc mình thiếu tự tin thì lại không flop. Đúng tôi tôi cũng hay gặp tình huống như thế. Tôi muốn hỏi mọi người là có một cái cái tức là cái khoảnh khắc nào được coi là cái bước ngoặt trong cái hành trình là sáng tạo này đúng không mọi người có phải là tiktok hay là nó là thời điểm nào nó là tiktok tôi nghĩ là gì Ừ. Nó chính là tiktok thắc luôn Tại ừ. vì thực ra là Bọn tôi làm Tính ra là năm 2018 Như Long kể là làm Facebook Hay là làm những cái nội dung Mà mình thích thì mình làm thôi ừ. Lúc đấy thì hai vợ chồng Không có định hình là Mình mong muốn được Làm sáng tạo nội dung đâu Bởi vì là cứ một tháng Up một clip Thậm chí có lúc hai tháng Up một clip ừ. Để mà bảo là nuôi kênh Thì một cái người nuôi kênh như thế Là coi như là fail ừ, đúng, đúng, đúng không? Đúng đúng. <cười> <cười> Nhưng mà Và đợt ấy cũng quá nhiều cái thứ Công việc Và những mối quan tâm xã hội khác nó đó, đến với mình nên là mình không có nhiều thời gian để mình làm sáng tạo và cái thời điểm mà khi mà đợt dịch nó đến và hai vợ chồng cũng ở nhà cũng một thời gian khá là lâu, đó đấy là mấy tháng ấy nhỉ? Ba tháng à? Bốn, ba tháng. hay bốn tháng, bốn tháng. ở nhà thì lúc đấy là tôi có xem thời sự ở trên thời sự nó họ bảo là nền tảng TikTok đang là nền tảng được download nhiều nhất ở ừ. thời điểm đấy thì tôi mới quay ra tôi bảo với Long là thôi thì bây giờ mình đang ở nhà hay là mình thử đi dù gì cũng là đam mê của mình ừ. thì mình cứ thử đi biết đâu lại cơ hội đến với mình lần nữa thì bọn tôi về e những cái clip mà ngày trước bọn tôi làm trên facebook e ngược lại trên tiktok và cũng may mắn là được mọi người ủng hộ ừ. và đấy chính là những cái tín hiệu dần dần khiến cho bọn tôi quay trở lại với cái con đường này đây một ừ. lần nữa lại là nhờ vợ. Đúng rồi, Sóng ừ. gió phủ đời trai tương lai là nhờ vợ hết. Thế tại vì là uh, ngày xưa tôi còn đi xem uh, bọn tôi lúc mà đi cưới nhau à trước khi cưới nhau là có xem tử vi. Ừ. Thì mẹ ừ. tử vi cũng bảo là vợ tôi là ngồi sau may mắn của tôi mà. Ừ. Đây, là cưới vợ đi ông ơi. Tôi cưới rồi mà. À, tôi tôi <laughs> Tôi có vợ rồi nhưng mà nó gọi là chưa tổ chức đám cưới thôi, còn thực ra là là ấy rồi. À. Thì... Ok. Thì thức phân phách nữa là đấy cũng chị vợ tôi cũng là người gọi là bạn bạn chung với tất cả mọi người nên là ừ. mới có buổi ngày hôm nay ừ. cái đấy, tôi tôi, tôi cũng thế cũng cũng nhờ vợ thôi chứ ừ. làm ăn được cái gì đâu phải <laughs> cộng hưởng tôi nghe mỗi người một tài năng nhưng mà nếu mà có vợ mà chồng mà không cố gắng thì cũng như nhau đúng không Thế <laughs> là cộng hưởng mọi người ạ tôi uh, muốn hỏi thêm một tí là uh, trong cái quá trình mà mọi người sản xuất ra những nội dung đấy thì cái quy trình nó như thế nào tôi nghĩ là quy trình mà sáng tạo nội dung thì chắc là creator nào cũng giống nhau thôi. Ừ. Mình nghĩ mà mình làm. <laughs> <laughs> ờ, Thành chung là... quy trình chia sẻ quy trình đi. Có như là ví dụ đối với một người coi như không biết gì đi, đây ừ. là ví dụ như Anh em mình chẳng hạn ừ. là những người mà nói chung cũng có những cái skill, những cái cái, cái kỹ năng nhất định, à. rồi, rồi cũng tiếp cận gọi là cái cái lứa gọi là creator thứ này nọ cũng quen rồi. Nhưng mà ừ. với một người giả sử như bây giờ giả sử phải giải thích với một với mẹ tôi chẳng hạn ừ. là một người chả cũng biết gì về công nghệ thì ừ. thì làm nào để biết được cái quy trình như thế quy trình đầu tiên thì uh, tôi nghĩ là mình sẽ đi từ mục tiêu ừ mục tiêu trước mục tiêu của mình là gì ví dụ như kiểu là uh, tại vì bản thân là bây giờ bọn tôi cũng đang làm cái công việc là định hướng cho các bạn creator mới nữa nên là những cái mong nó hỏi thì cũng là những cái quy trình mà bọn tôi phải break down ra đúng, cho đúng, tất cả đúng. các bạn ý để các bạn hình dung được chỉ một cái khác là các bạn ý đã có một cái uh, tinh thần và một cái tâm thế rất rõ ràng là tôi làm tôi tham gia vào cái lĩnh vực này để sản xuất nội dung rồi ừ. nên là đón nhận nó cũng sẽ dễ dàng hơn còn đối với những người mà uh, chưa tiếp cận với ngành này thì về cơ bản nó có một số bước là như kiểu bọn tôi phân tích đầu tiên là mình sẽ phải xác định mục tiêu mục tiêu của mình sản xuất ra cái nội dung đấy là để làm gì ví dụ ừ. để làm quảng cáo hay là để mang lại sự giải trí cho khán giả ừ. đây là một cái thứ hai là bắt đầu đi tìm chất liệu đi tìm chất liệu thì mình có thể mình phải dựa vào cái tài năng chính của mình như bọn tôi có thể là cũng mọi người có thể gọi là cái usp đúng không cái dna riêng của mình dựa vào cái tài năng chính đấy và kết hợp với việc là mình đi tìm trong những cái kho chất liệu mà mình đã từng thu thập được để mình thử nghĩ ra một cái mình mượn các cái gia vị đấy mình nghĩ ra một cái phương án triển khai nào đấy mới hơn ừ. cho để mang lại cái tính giải trí đấy cho khán giả hay không sau đấy thì đến bước thứ ba là bước thực thi triển khai thì với bước thực thi này sẽ có tùy từng người khác nhau mà sẽ có cái phương án triển khai khác nhau. Ví dụ như với bọn tôi làm theo kiểu là kịch bản, nội dung đúng không là tình huống thì ừ. mình sẽ cần phải uh, viết chi tiết kịch bản ra từng bước, từng cảnh, từng góc ừ. máy một. Ừ. Nhưng mà với những bạn khác có cái tuyến nội dung nó sẽ nó tôi nói là đơn giản thì nó không không hoàn toàn nhưng mà cái cách triển khai của nó nó thiên về yếu tố là quay nghĩa tức là kỹ thuật quay nhiều hơn thì nó là không cần phải viết kịch bản mà là liên quan đến việc setup máy ví dụ như kiểu là dance các nội dung về nhảy thì không cần phải viết kịch bản ừ đó thì đấy mỗi người sẽ có một cái phương án triển khai khác nhau đấy bước thứ ba là bước uh, hậu kỳ đấy hậu kỳ thì um, um, hậu kỳ nó cũng là quay trở lại câu chuyện là tùy vào độ phức tạp và tùy vào mong muốn của nội dung đấy để uh, sản xuất ra một cái nội dung cuối cùng và đến cuối cùng thì là mình on air thôi nhưng mà đương nhiên là cái, cái uh, câu chuyện nó sẽ không chỉ dừng lại ở bước là mình hậu kỳ xong thì là mình có thể on air được mà nếu như đối với những người nào có cái tính cầu toàn nhiều hơn hay là nếu như trong trường hợp mà mình có thể uh, hoạt động với cả một công ty chẳng hạn ví dụ như cả bọn tôi là hoạt động theo tổng công ty thì đến cái bước này thì sẽ phải già lại ba bước là kịch bản à, tiền kỳ hậu kỳ tiền kỳ hậu kỳ liên tục để xem xem là có những cái vấn đề gì để mình chuốt lại cái sản phẩm một cách tốt nhất sau đấy thì mới biến bọn này cuối cùng ừ đó nói chung là nếu mà để đơn giản hóa nha cho tất cả uh, cô gì chú bác Đấy, hay những người, anh em nào mà dễ hiểu hơn thì nó giống như kiểu sản xuất một cái chương trình truyền hình. Nhưng quy mô nhỏ hơn, số lượng người ít hơn. Đấy, ừ. để tôi thì tôi hay nói như thế. Cũng cũng hợp lý thực ra, ừ. nhưng mà lúc mà mọi người bắt đầu với cả bây giờ tôi nghĩ chắc chắn nó phải thay đổi rất nhiều đúng không? Tức là có khi lúc mà bắt đầu thì giống như bọn tôi ngày xưa cũng thế thôi. Bắt đầu mà làm bất cứ một cái kể cả hồi xưa bọn tôi làm podcast cũng vậy, nó ừ. sẽ khác hẳn với bây giờ nó phải có bước như thế nào thế nào. Thế thì ừ. trong cái 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 quy trình của mọi người ấy để gọi là cái thứ gọi là đơn giản hóa nhất tối giản hóa nhất để bắt đầu thì nó sẽ gồm những cái gì? Một điện thoại. Một điện thoại. <cười> OK. <cười> điện thoại và các một các điện thoại và một ý tưởng, ừ. và, một ý tưởng ừ. và một ý tưởng và một khả năng sử dụng cao các cắt. Đúng rồi. Đúng đúng đúng. Khả năng sử dụng điện... và edit trên điện thoại. Thực ra là như bọn tôi là cái thời điểm bắt đầu làm TikTok ấy ừ. là đã edit bằng máy máy tính rồi. Ừ. À, mọi là... người làm bằng máy tính ấy. Là lúc đấy là Long đã thói... có thói quen là edit ở trên Premiere rồi. Premiere, OK. Ừ. Còn đa phần các bạn là vẫn là bắt đầu bằng các cắt 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 là tôi thấy cái dễ dùng dễ dùng, mà. Dễ dùng ừ. nhất và ừ. nó có quá nhiều cái để có thể làm cho cái chất lượng sản phẩm của mình tốt hơn ừ tôi thấy ok nhiều khi nói thật là dùng premier là bị tức ấy <laughs> bị tức rồi ừ. bởi vì rõ ràng nó là phần mềm mang tiếng là dành cho dân làm phim để dân chuyên dụng chuyên nghiệp để làm nhưng mà nó có những cái checking nó không thể làm được như cắp cắt như ừ. kiểu filter như kiểu instagram cái thứ này kia là không làm được Đúng, đúng rồi. Đúng không? Đúng ví dụ mình muốn checking cái gì là mình phải vào After Effect. Đúng, đúng, không? đúng. Nhưng mà ví dụ bây giờ mình dơ cái cái filter lên một cái là nó trách mặt mình đi đâu là cái con <laughs> mặt con chó nó đi theo như đấy đúng không nhưng premier không làm được không làm được với cả thêm một cái nữa là không mang bộ máy tính của long visa sa đúng được. rồi nếu mà đi du lịch mà mình sản xuất video thì chắc ừ. chắn là cấp cắt vẫn là hiệu quả nhất cái là cắp cắt tôi thấy là nó cũng có nhiều preset nhiều cái mà hiệu ứng là các thứ này nó rồi. tiện đấy đúng rồi up Thế lên ra. cái bản pro là rất là nhiều cái tiện luôn ừ. tôi ngày xưa tôi cũng nói nói vui vui thì chia sẻ câu chuyện tôi cũng nghịch tiktok cái giai đoạn đầu đầu tôi cũng không phải đầu lắm đâu nhưng mà kiểu tôi cũng nghịch ấy. tôi cũng dùng cao các cắt edit cũng chả làm cháy cái gì ấy là chủ yếu là tôi cũng thử sản xuất nội dung thế là hồi đấy là tôi ngồi chế một bài hát về mu Ờ à bài này viral vãi trưởng nó phải đến triệu view ấy gần phải phải triệu view xong nó được xé khắp nơi luôn đăng trên tiktok à. của random mà tôi chỉ chỉ ngồi đúng kiểu là viết viết cái lời bài hát này ừ. đấy ra xong tôi tự thu tôi hát xong rồi tôi edit một tí tầm cắt cắt chắc tầm khoảng 10 phút 15 phút à. thì cảm giác như là nhưng mà nó dẫn đến một câu hỏi tiếp theo của tôi là ví dụ tôi làm như vậy tôi thấy là ở xong làm một một hai cái video tôi thấy tôi hết bố nó ý tưởng tôi bí tôi chả biết tôi phải làm gì nữa mà tôi cũng chán á tôi bị à. người thế là đối với mọi người thì sao? Mọi người có bị bí ý tưởng không? Hay là mọi người có chán không? và phải vượt qua cái đấy như nào? bí ý tưởng thường xuyên luôn. Ừ. Thế là cái này thì tôi nghĩ là tất cả những cái bạn content creator nào làm lâu rồi đều gặp phải trường hợp là ừ. bí ý tưởng. thậm chí có những lúc mà mình cảm thấy là uh, có những thời điểm bắt đầu bắt đầu làm nghề, ấy mình cảm thấy là cái ý tưởng nó cứ liên tục đập vào mình, mình cảm thấy là rất là dồi dào năng lượng. tuôn trào ừ. ừ, luôn. tuôn trào. nhưng đến khi một thời điểm về sau mình làm rất là nhiều là một, cái thứ hai nữa là mình còn làm với làm việc với nhãn hàng nhiều hơn nữa. Ngày xưa là mình làm nó là kiểu là mình thích mình làm, ừ. mình à ok tôi thích cái này tôi làm. Thì nếu mà không hay thì tôi ẩn nó đi, ừ. chẳng làm sao cả. Nhưng đến khi mà mình uh, phát triển tốt hơn và càng ngày càng chuyên nghiệp hơn thì chắc chắn là sẽ làm việc với nhãn hàng được nhiều hơn. Thì lúc đấy cái trách nhiệm cũng như là cái uh, vấn đề về yêu cầu cái sự trau chuốt nó càng ngày càng càng càng, càng khó hơn thì lúc đấy sẽ gặp một cái bài toán là có những lúc mình không thể làm mình không thể nghĩ được cái gì nhưng mà mình lại không để cho bản thân mình nghỉ được ừ. mình mình không nghĩ được nhưng phải ép mình phải nghĩ được ngày xưa là mình không nghĩ được thì mình cứ kệ khi nào mình cảm thấy thoải mái thì mình nghĩ yeah. còn bây giờ là không nghĩ được thì mình vẫn phải nghĩ nghĩ cho bằng dài thôi Thôi tôi nghĩ là uh, thực ra là rất nhiều người hỏi cái câu là bí tưởng thì sao ấy Đúng. nhưng mà tôi thì tôi nghĩ là cái việc ý tưởng nó bí ý tưởng nó không phải là một vấn đề nữa ấy. Ừ. nó là một cái công đoạn trong cái tiến hoàng. trình trong cái tiến trình mình sản xuất mọi video chứ không phải là một video đâu, hoặc là một giai đoạn đấy đâu tức là nó sẽ video lập lại đúng, đúng rồi, đúng rồi video nào cũng như ừ. thế tức là ở giai đoạn đầu tiên thì mình có thể tôn trào ý tưởng đúng không hoặc là kể cả ở giai đoạn về sau này mình cũng đã có một cái kho ý tưởng mà mình đã thích nốt sẵn ra rồi khi nào mà mình có mình thích nốt xuống nhưng mà mình dùng nó sẽ hết rồi cái việc mà bí ý tưởng nó sẽ lại lặp lại rồi ừ. đấy và nói thật sự là nếu như mà giá bảo ngày xưa làm youtube thì có thể là một tuần một cái hoặc là một tuần hai cái nhưng bây giờ tiktok nó bảo <laughs> kinh khủng khiếp luôn yêu cái cái yêu cầu của nền tảng nền tảng ở đây không phải là những người làm nền tảng yêu cầu mà là cái tính chất của cái nền tảng đấy nó yêu cầu là mình phải post hàng ngày Đúng. một ngày hoặc là hai ngày một thế thì làm sao mà mình có được từng đấy cái ý tưởng theo kiểu là tự phát được ừ. mình bắt buộc mình phải đưa cái hệ thống tư duy của mình uh, nó được suy nghĩ và định hướng theo một cái lối có công thức ừ. rõ ràng để giúp mình vượt qua tất cả giai đoạn đấy. Chứ còn nếu mà lúc nào mà cũng kiểu tự phát thì khó lắm. Đấy, tôi nghĩ rằng là cái phương như kiểu bọn tôi ấy, thì cái phương pháp của bọn tôi đấy là mình phải uh, biến cái việc mà suy nghĩ và tạo ra ý tưởng của mình có một cái công thức nhất định để hạn chế cái việc tự phát của việc của cái ý tưởng ấy đi. Đấy là sẽ sẽ là một cái cách tôi nghĩ là dễ nhất. Tôi cũng khá là chia sẻ với cái góc nhìn đấy đấy bởi vì tôi thấy là <laughs> thực ra khi mình bắt đầu làm sáng tạo nội dung ấy tôi cái này tôi không biết mọi người có cảm thấy thế không nhé hoặc là mọi người cũng tiếp xúc với rất nhiều creator rồi ấy. Ừ. thì những cá nhân tôi tôi cảm thấy là khi mình bắt đầu thì mình sẽ luôn luôn cảm thấy là wow, ý tưởng là một cái gì đấy rồi ừ. gọi là mình phải có một ý tưởng thật là tốt thì mình mới làm gọi là thật là hay và ý tưởng đấy phải là độc nhất phải là gì gì đấy và trên thực tế thì càng về sau tôi càng nhận thấy là ý tưởng của mình chắc chắn không độc nhất đúng đúng và cơ bản là tất cả các ý tưởng và tất cả sự sáng tạo là nó dựa trên một cái nền của sự sáng tạo khác. Đúng rồi. đôi khi là ví dụ như với tôi chẳng hạn tôi nghĩ là à ví dụ để tìm lấy ý tưởng như khi mình phải xem nhiều thôi. đúng không? tôi xem xem ví dụ tôi xem video của hai, <laughs> hai 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 bạn đúng không? chẳng hạn sau tôi lại ở ừ, tôi thấy cái cái điểm này tôi có thể làm khác đi một tí tôi điều chỉnh đi một tí. sao lại tí, đúng không? Đúng xào rồi. lại điều chỉnh. tất nhiên là ở trong ngành sáng tạo trong nghề sáng tạo có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng à như thế là không sáng tạo hay là như thế là là gọi là không không sao nhỉ? Tức là nó không được là của mình ấy. Ừ. Thì mọi người có bị cảm giác đấy không? Hay là mọi người có nghĩ thế nào về nếu mà chẳng hạn có một người người ta đánh giá là ôi cái ông này ý tưởng này tôi ví dụ tôi xem ở nước ngoài thôi, ông này chỉ làm lại thôi. Thì mọi người thấy thế nào? Tôi tôi nghĩ là cái việc này nó sẽ thường xảy ra với những bạn mới làm content. Ừ. Tức là cái cái tôi rất cao mà ừ. mình muốn khẳng định bản thân, bởi vì bản thân tôi cũng là một người như thế. Ừ. Ngày xưa đặc biệt lại còn là đi ra đi nhảy nữa cho nên là cái mình rất là có mình có cái sự lòng tự trọng rất là cao, ừ. tự, rất dễ tự ái nếu mà kiểu như nếu mà <laughs> ai, các bạn nào khác mà kiểu như là nhảy lại cái bài của mình, ừ. đấy hoặc là gọi là những kiểu là đạo nhái ý tưởng của mình ấy, nhưng mà thực ra về sau này càng làm thì mình mới càng hiểu rồi cái vấn đề giống như ông ấy là ừ. với cả kể cả là cũng mình cũng có sự tham khảo với cả những người có kinh nghiệm đi trước và cũng ừ. là qua sách vở này, này kia, có cái quyển nó bảo là cái gì nhỉ không có ý tưởng nào là là mới hoàn toàn, mới hoàn toàn ừ. đúng cả, đúng đấy hoặc là quyển là đánh cắp ý tưởng, đúng không? thì bản thân với bọn tôi về sau thay đổi tư duy cái việc sáng tạo nó là cái việc mà mình đi chất lọc tất cả những cái chất liệu đã có sẵn và mình tạo ra một cái sản phẩm mới dựa trên những cái gia vị đấy thôi chứ không phải là mình tạo ra không phải tạo ra một sản phẩm mới là bắt buộc phải tạo ra tất cả gia vị mới đó vì bản thân là tôi nghĩ là khi mà mình nghĩ được một ý tưởng mới hoàn toàn Thì tất nhiên là phê Rất phê bởi vì là <cười> <cười> cảm giác là À chắc là không có ai nghĩ được ý tưởng ấy đâu Nhưng mà đúng như ông bảo ấy Là không có cái gì là mới hoàn toàn cả Ví dụ như cái cốc này được làm ra Cũng là một cái sự sáng tạo tôi cũng nghĩ là cái sự sáng tạo đây luôn là một cái sự học hỏi mình sẽ học những người đi sau thậm chí những người đi à, những người đi trước thậm chí là những người đi sau mình để mình lúc nào cũng tìm những cái chất liệu ví dụ câu chuyện mà cặp đôi hay gia đình là cái câu chuyện nhan nhản trong cuộc sống rồi ừ. và mình cũng từ những cái chất liệu đấy và mình thêm cái gia vị của mình vào thêm cái tính cách của mình vào để biến nó một thành một cái sản phẩm hoàn chỉnh chứ còn mà tôi nghĩ là nếu mà để nói rằng là một cái uh, một cái đi sau mà sử dụng chất liệu cái đi trước thì là không sáng tạo thì không đúng. Ví dụ như là DC mà làm về siêu anh hùng thì ba vô cũng không được làm thì cũng không, không không đúng đúng không? Đúng Nhưng mà cả hai cái bọn hai cái nền gọi là cái nền đến ảnh đấy nó vẫn thể hiện cái sự sáng tạo của mình trong những cái nhân vật mà họ tạo ra. Ừ. Đấy, thì tôi nghĩ ừ. là như vậy. Thế nên là bọn tôi hay bảo với nhau là thực ra là content creator ấy, <laughs> nếu mà nói ra thì creator là người sản xuất ra. Đúng Chứ rồi. nó cũng không hẳn là sáng tạo Cái từ creative thì ok là sáng tạo Nhưng ừ. creator thì không phải là người sáng tạo ừ. Tôi nghĩ là như thế Người tạo ra Người ừ. sản xuất nội dung không? Đúng không? Thì nó, tôi nghĩ là nó sẽ theo thiên hướng là sản xuất nội dung Nó hợp lý hơn là người sáng tạo nội dung Hơn là dịch là sáng tạo nội dung Đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Đôi khi kiểu mình mà uh, Ngồi mà xem một chương trình podcast của mọi người chẳng hạn Nghe mọi người chia sẻ câu chuyện Tự nhiên một cái câu nói ở đấy Nó sẽ là một cái chất liệu để mình có kích thể ở ừ, kích hoạt lên cái 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 sự sự suy nghĩ của mình để ừ. mình có thể sáng tạo nội dung thì tôi nghĩ là trong cuộc sống cái sự sáng tạo nó luôn luôn phải học hỏi học hỏi liên tục chứ không thể nào mà là mình tự tạo ra được tôi nghĩ ừ. Ừ. về sau thì bọn tôi khi mà trong cái quá trình mà bọn tôi đào tạo với các bạn creator mới thì bọn tôi cũng đưa ra một cái thang đo rất là rõ tức là thang đo này thì nó không có theo kiểu là tiêu chuẩn nhưng mà nó là thang đo để mọi người hiểu cái sự mường tượng của khán giả nó là như thế nào đây là nguồn cảm hứng của mình còn đây là sản phẩm mình tạo ra nếu như sản phẩm mình tạo ra nó càng sát với nguồn cảm hứng thì đương nhiên là khán giả người ta sẽ cho đấy là đấy là sự kiểu như là nó sao chép sao chép ừ. nhưng nếu như mà mình tạo ra sản phẩm nó càng xa so với cái chất liệu đấy ừ. thì nó sẽ càng bớt đi cái cảm giác sao chép đấy hơn ừ. thế còn lại thì còn còn lại thì thang đo của mỗi một khán giả nó lại khác nhau có những người người ta khắt khe thì người ta bảo là ok kể okay, cả bạn làm như này tôi vẫn thấy đấy là sao chép <laughs> có những người thì lại rất là dễ tính ừ. thực ra thì đại chúng rất là dễ tính là ừ. cái content chỉ cần tập ở tâm này thôi. Ừ. Là khán giả người ta đã đã cho rằng là như thế là đã là rất là vui vẻ và đủ sự sáng tạo và đủ sự giải trí rồi. Đó ừ. tôi nghĩ là như thế nó phụ thuộc hai yếu tố ừ. sản phẩm thực tế mình tạo ra và cái sự đón nhận của khán giả nữa. Ừ. Tôi nghĩ là thực ra cái cái sáng tạo nó đến từ những cái nhỏ nhỏ. Ấy. Thường là những người mà bị quá là gọi gì nhỉ ám ảnh về câu chuyện là phải tạo ra thứ mới ừ. thì thực ra là có hai yếu tố tôi thấy là hay xảy ra. Một là là họ không không nhận thức được không lường trước được rằng là những cái thứ mới được tạo ra nó nhiều như thế nào ấy, thể nào cũng cũng sẽ có cái ý tưởng mà mình mình tưởng là là hàng đầu nhưng mà chưa có ai làm nhưng mà thực ra đã có thằng đột ông không? nào đấy làm có thể không phải ở Việt Nam nhưng mà làm từ lâu lắm rồi đấy thì đấy là một một lý do lý do thứ hai là tôi nghĩ là rất nhiều người bị uh, tức là đánh giá thấp cái execution ấy, cái thực ừ. thi ấy. Ừ. Ừ. trong khi ví dụ như tôi nghĩ ra một ý tưởng tôi bảo ok giả sử bây giờ tôi ý tưởng của tôi là là x nhưng mà để đi từ tôi đang ở A à mà tôi muốn đi đến X thì thực ra từng cái bước nhỏ đấy, cái execution đấy và mỗi bước nhỏ đấy nó có thể thất bại, nó có thể ừ. fail. Và fail đấy là nó đứt luôn, nó ừ. tách luôn. Thì sự, sự sự sáng tạo của mình là từ đi từ A đến X mình đi từ đường này, đường này, đường này hoặc ông đi đường khác. Ừ. Thì đối với tôi tôi nghĩ là đấy nếu mình nhìn vào sáng tạo theo kiểu như vậy thì mình sẽ không chỉ nhìn vào cái sản phẩm cuối cùng, mình nhìn vào cả cái hành trình. Ừ. Thì Chắc là mình sẽ nó sẽ tức là có những cái lợi thế hơn cho mình trong câu chuyện tiếp cận sáng tạo và đỡ bị ám ảnh về câu chuyện là ừ làm nào để, ừ. để luôn luôn phải nghĩ ra cái gì mới. Đôi khi mình nghĩ là mình đang xem cái bản gốc nhưng thực tế đôi khi cái bản gốc đấy nó đang học từ một bản khác. Đúng rồi, Đúng rồi chính xác. Là như vậy. Chẳng qua ừ. là tại vì là cái ấn tượng của nó mạnh quá ừ. khiến cho người ta nghĩ đấy là cái đầu tiên thôi. Ừ. Đấy, đôi khi nó như thế. Mình chuyển một gọi là một ít chủ đề đi ừ. thì uh, tôi thấy là mọi người làm những cái video nó có rất là nhiều tôi là tương tác các thứ rất là tốt. Ừ. Thì đấy có phải là cái cách thức duy nhất để mọi người đo lường cái thành công của video nó nó là nó có phải là các số tương tác là view like, like share yeah. không hay là mọi người có hướng đến cái gì khác nữa tôi nghĩ là bên cạnh cái chỉ số tương tác về, à, tức là tương tác về mặt con số thì nó ừ. còn có tương tác về mặt nội dung comment là một à, tức là bên ngoài phần con số nha thì nó ừ. có tương tác về mặt comment ừ. thì với đối với comment thì bọn tôi sẽ xem xem là khán giả khi mà người ta comment về cái video đấy người ta ừ. đang nói chuyện và người ta đang trao đổi về vấn đề gì của video nếu như mà cái nội dung một cái comment chỉ là em thích anh chị, em yêu anh chị quá, sớm nè, vui quá ha ha thì nó không đưa cho mình quá nhiều cái 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 sự đo lường ừ. rằng là content của mình nó có chất lượng hay không. Ừ. đúng không? Là người ta người ta có thể là người ta rất yêu quý mình. Đấy cái vẫn là một điều tốt nhưng mà nó không thể đo được về chất lượng. À, còn nếu như trong trường hợp mà comment đến lại đưa ra theo kiểu là Ủa sao mà lại có thể làm được đúng cái yếu tố này nhỉ làm sao mà có thể nghĩ ra được như thế nhỉ ừ. đấy làm sao mà anh chị có thể đá cao như thế được nhỉ tức là người ta đưa ra những cái thông tin comment nó tương tác trực tiếp đến cái nội dung của video đấy ừ. thì bọn tôi đã đánh ra à những cái chi tiết mà mình đang cố gắng nghĩ với nhau là đang được khán giả rất chú ý đấy rồi. và ừ. công nhận đấy thì cái đấy đối với bọn tôi là một trong số những thang đo thực ra thì kênh của bọn tôi thì uh, nếu mà tính ra bây giờ là 3 năm mà hai triệu ba follow thì nó không phải là không phải là nhiều. Có Trong... nó nó cũng cũng là, Tức là thành công rồi. So, <laughs> so đợt trước là tôi nói chuyện với cả long ừ. thì là so với cái tốc độ phát triển cái lượt follow thứ ấy thì nó không quá nhanh ừ. nhưng mà bọn tôi cảm thấy là khá là vui vì cái cách mà khán giả hưởng ứng cũng như là phản ứng mỗi lần mà bọn tôi ra video có thể là view không cao có thể like không nhiều, share cũng không nhiều, nhưng mà bọn tôi luôn đánh giá xem từ là cái tốc độ mình đang phát triển hay là cái sự đón nhận khán giả, tôi thông qua những cái như Lăng bảo ấy là cái cách mà khán giả để lại bình luận cho bọn tôi, ừ. nó có sát với những cái gì bọn tôi nghĩ không, hay là nó đang là tức là khán giả thể hiện sự yêu mến, Thì bọn tôi cảm thấy ok, à, tuy nhiên ở bên cạnh đấy bọn tôi rất mong muốn nhận được những cái comment liên quan đến việc là góp ý, ừ. uh, feedback, feedback đúng rồi, ví dụ có thể là họ sẽ bảo là Hôm nay xem clip của anh chị thấy uh, Nó chưa được liền mạch chẳng hạn ví dụ như thế Thì tôi rất thích những cái comment Mang tính kiểu xây dựng và góp ý Để bọn tôi có thể ngày càng tốt lên ừ. Tôi thích thì comment vậy ừ. Đấy rồi kể cả là khi mà đi ra ngoài uh, Có cơ hội được gặp các bạn khán giả Mà các bạn nhận ra mình này Thì mình cũng thấy là các bạn khán giả các bạn có cái tương tác nó khá là cụ thể cụ thể theo kiểu là em cũng em rất là thích anh chị em rất là thích content của anh chị kiểu như cái cách mà anh chị gái gắm sản phẩm của thứ này kia vào ừ. thì em em thấy rất là khoái cái điểm đấy thì tức là bản thân là nó là một cái câu nó có thể không đủ sâu nhưng mà đối với một khán giả thì người ta nói được câu đấy là mình đã thấy là người ta đã khá là để ý đến cái nội dung của mình rồi đúng không? Thay vì ừ. cái việc đấy rằng, ui, em 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 rất là thích chị chị đẹp quá thì nó lại là theo một <laughs> kiểu khác. Đấy ừ. kiểu là đúng không? Kiểu là dành tình cảm. Cái đúng đấy rồi. là rất thích. Nhưng đúng. mà nhiều khi mình cảm thấy là khán giả họ gặp mình và họ chia sẻ những cái mà họ đã xem, đã xem rồi. Ôi, hôm trước em vừa xem clip này của anh chị. Thì mình cũng thấy là là họ đang quan tâm đến nội dung và quan tâm đến cái sản phẩm của mình. Sản phẩm của mình. Ừ. Đấy. Thì nó là những cái thang đo mà tôi bọn tôi nghĩ là nó cũng sẽ cần phải uh, nằm trong cả một cái bộ bao gồm kể cả đấy kể cả số view, số tương tác, comment rồi cái tín hiệu từ bên ngoài nữa. Tôi rất chia sẻ về cái quan điểm này vì tôi nghĩ là đôi khi ví dụ như mình, tôi chẳng hạn như trong trường hợp tôi làm spy room đi hay là ừ. làm người trong nghề thứ đi, thì thực ra khi mà tôi gọi là mọi người tiếp cận với tôi, tôi thích mọi người nói về kiểu ý là spy room này nó có bài viết này hay cái gì gì đấy ừ. Mình cảm giác như mình đã tạo được ra một cái thứ gì đó nó vượt ngoài cái khuôn khổ của mình ấy. Cái cái cảm giác này luôn luôn là một cảm giác mà, mà rất 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 hay chứ nó không, không không phải là cái cảm giác theo kiểu là ôi tôi là một người nổi tiếng tôi đi ra đường được. là tôi thì tất nhiên không nổi tiếng rồi nhưng mà ừ. ý là nếu mà đi ra đường xong rồi nổi tiếng hay gì tức là người ta chỉ thích mình bởi vì mình mang lại uh, cái giá trị cho họ. Thì thì, thì, thì tôi cảm giác là ờ ừ, tôi vẫn thích là một người làm sản phẩm. Tôi ừ. nghĩ là chắc mọi người cũng sẽ mai của mọi người cũng thế, một cái video, một người là một sản phẩm đúng rồi. và mình muốn rằng là một sản phẩm của mình nó có vòng đời riêng của nó, ừ. nó có sự tiếp cận riêng của nó, nó có thể vượt qua được cái giới hạn của mình. Ừ. Ví dụ như nếu mà mình là một người nổi tiếng mình làm cái sản phẩm người ta xem sản phẩm đấy chỉ vì mình là người nổi tiếng ấy thì tôi nghĩ là với rất nhiều người gọi là sáng tạo hay là ừ. gọi là sản xuất thì người ta cũng không cảm thấy thực sự là phê. thành Học. công. Ừ. Ừ, phê. Ừ. Tôi, tôi, tôi hiểu, thấy. tôi hiểu ý, đúng không? Ừ. thì có một cái này tôi thấy câu hỏi này thực ra không có trong cái chuẩn bị từ ban đầu đâu nhưng mà tôi chợt nghĩ ra trong quá trình <laughs> nói chuyện ok là. đấy là tôi thấy là bây giờ ví dụ như là trong xã hội hoặc là những người không biết này hoặc là những người gọi là kể cả biết một tí đi thì đang có một cái luồng quan điểm nên, nên bảo là ủi mình cái ông tiktoker nổi tiếng nhanh quá nên là hơi gọi là ngáo quyền lực ừ. kiểu kiểu đấy thì thứ nhất là mọi người có nghĩ cái chuyện đấy nó có tồn tại hay không và thứ hai là trong trường của mọi người thì trước khi mọi người nổi tiếng và thành công như hiện tại ừ. nhé và đến bây giờ thì mọi người cảm thấy rằng là mình có sự chuyển biến gì không hay là mình vẫn là như vậy hay như thế nào mình áo quyền lực à câu này khó đấy tôi vừa mới nghĩ ra xong Mà tôi nghĩ là câu này là câu chắc chưa có ai hỏi một creator nào gọi <laughs> là tôi thì tôi nghĩ là như này đối với cái sự thành công và cái sự nổi tiếng nó luôn nó luôn mang đến cho tất cả mọi người những cái bạn mà còn rất trẻ thậm chí bây giờ thực sự là tiktok tiktok nổi làm cho các bạn nổi tiếng rất còn rất sớm đúng không ừ. ngày xưa thì là mình cũng luôn định danh rằng là để nổi tiếng mình cần phải làm gì mình cần phải trở thành một diễn viên mình trở thành một ca sĩ mình trở ừ. thành một mc tức là mình phải định danh mình là một ai đấy ừ. nhưng mà từ khi cái nền tảng tiktok được uh, biết đến và mọi người được khán giả biết đến nhiều hơn thông qua nền tảng tiktok ừ. thì đấy cũng là một cái cơ hội cho tất cả mọi người thực ra đối với bọn tôi nhé bọn tôi nói với nhau là tiktok nó là một cơ hội mở tất cả ai cũng đều có thể trở nên nổi tiếng được ừ. và tất nhiên thì cái cụm từ ngáo quyền lực thì là không nghe nó hơi nặng ấy, nhưng ừ, mà hiểu đôi khi không, mình nó có đúng ý quá nó có một cái ừ. phần đấy nào đấy là sẽ có và mình tôi nghĩ là sẽ có những cái bạn mà các bạn ấy còn rất trẻ ừ. các bạn chưa có sự trải nghiệm nhiều ừ. thì khi các bạn được nổi tiếng thì thực ra nếu mà tôi nghĩ là tôi đặt mình ở trong cái tình thế các bạn tôi là một người rất trẻ và tôi được mọi người biết đến thì tôi cảm thấy rất phê và tôi cảm thấy là mình làm được những cái mà những người hơn tuổi mình chưa làm được ừ. thì đôi khi chính cái sự mà chưa trải nghiệm cuộc sống nhiều và chưa được cậu có sát nhiều khiến các bạn không thể mà gọi là kiểm soát được những cái hành vi của mình Ừ. Ở trên mạng xã hội Thì có thể cái sự vô tư đấy Cái sự gọi là thích thú đấy Khiến cho các bạn được Cả cộng đồng nhìn nhận là một sự ngáo quyền lực Nhưng tôi nghĩ là ai cũng thấy thôi Phải trải qua cảm giác đấy đã ừ. Rồi các bạn khi các bạn có cái sự cọ sát Các bạn gặp những cái người Đàn anh anh chị là một này Gặp những cái cộng đồng mạng Họ góp ý với mình Thì lúc đấy bạn sẽ mở rộng cái thế giới quan của mình hơn sẽ xem biết là à tôi cần làm gì khi tôi đang đứng ở trên một cái vị trí này tôi cần học thêm gì để tôi có thể cải thiện bản thân mình hơn thì tôi nghĩ cái đấy không thiếu nha tôi nghĩ không phải một tiktok bất cứ một cái nền tảng nào cũng thế youtube hay là facebook đều sản sinh ra rất nhiều các bạn gọi hot là profile. đúng rồi hot profile và các bạn ấy chưa đủ trải nghiệm chưa đủ cái sự gọi là gọi là, cái gì nhỉ va chạm va chạm rồi. đúng rồi để các bạn có thể biết mình cần làm gì ở thời điểm đấy thế tôi cũng nghĩ là dễ thông cảm thôi mà quan trọng là quan trọng là ở cái thời điểm các bạn đang bị nếu như tôi bảo là uh, ngáo quyền lực nhé và bị cộng đồng mạng gọi là góp ý một cách rất gay gắt thì ở thời điểm đấy các bạn có ai để giúp các bạn cân bằng lại cái sự ừ. ngáo quyền lực đấy hay không nên là đấy là lý do mà rất nhiều những cái bên quản lý hay là những công ty ra đời là một phần những những bạn những cái công ty như thế hay những cái đối tác quản lý nghệ sĩ họ sản sinh ra là để giúp các bạn còn rất trẻ có thể xử lý truyền thông một cách khéo léo hơn tôi nghĩ là như vậy ừ. còn đối với bạn tôi à thưa anh nói à, 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 à. <laughs> Đó, tôi nghĩ là mình phải mình phải đi từ cái vấn đề thế nào là ngáo quyền lực đã ấy. ừ. tôi nghĩ ngáo quyền lực ấy, đấy là người ta đang thể hiện ra với một cái mức độ hơn những gì mà người ta đang có đúng không ừ, thì đấy gọi xác. là ngáo quyền lực ừ. hơn cái quyền lực thực tế mà, mà họ đang có đấy thì cái việc đấy nó có thể xảy ra ở bất cứ nền tảng nào youtube facebook và tiktok nhưng chẳng qua là đối với nền tảng tiktok ấy thì cái lượt tương tác thực tế của rồi. nó so với các nền tảng còn lại ấy, thì nó bùng nổ và nó lớn hơn rất nhiều so với những cái nền tảng còn lại cho nên là mọi người gọi là đang bàn luận về cái khía cạnh ngáo quyền lực ở trên tiktok nhiều, nhiều hơn thôi ừ. chứ còn nó không đồng nghĩa với việc là cái việc ngáo quyền lực đấy nó chỉ tồn tại trên tiktok ừ, tôi cũng không không muốn giới hạn ở trong tiktok, TikTok đâu ừ. tôi nói nói chung ấy tức là ừ. cái content creator mà thành công quá sớm, sớm quá, Thì cũng quá rất dễ nhưng mà tôi nghĩ là có một phần nữa là à. không phải là do các bạn mà là do truyền thông nữa. Ừ. Truyền thông họ cũng cần một cái sự gọi là tương tác nhất định. Nên ừ. là nếu như một bạn nào đấy, bạn ấy có một cái mức độ ảnh hưởng, một cái sự nổi tiếng ở trên mạng xã hội, tôi chưa nói đến là tốt hay xấu nha. Ừ. Nhưng mà truyền thông họ sẽ luôn 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 muốn có cái sự tương tác. Ừ. đấy, thì cũng là một cái phần. Tôi nghĩ là có có cái sự thúc đẩy giữa hai bên đấy ừ. khiến cho khiến cho cộng đồng mạng đang nhìn nhìn, nhìn nhận rằng là À, cái sự ngáo quyền lực đấy đang đang hiện diện nó bị nhiều ấy. mà cứ như mà tôi ừ. thì tôi nghĩ là kiểu như là mình sẽ cần phải xem xét từ hai phía nhá ừ đầu tiên là phía khán giả và là một cái thứ hai là phía người sản xuất nội dung tức là những cái bạn mà có quyền lực trong tay <laughs> có thể dùng một cái từ quyền lực thì nó hơi nặng nề đúng không tôi nghĩ là hơi nặng nề nhưng mà mình cùng hiểu ý với nhau rồi tương tác ở trong tay nói chung là một cái ờ ừ, một cái ừ. mức độ ảnh hưởng mức độ ảnh, mức độ ảnh hưởng đúng, đúng, rồi, đúng rồi. rồi mức độ ảnh hưởng thì đối với phía khán giả mọi người phải ở trong vị thế chấp nhận một điều là đúng là họ có mức độ ảnh hưởng thật ừ đúng đúng và tôi nghĩ rằng là có một phần cảm xúc của khán giả này là họ không chưa sẵn lòng chấp nhận việc đấy ừ. chưa sẵn lòng chấp nhận rằng là một người mà tôi đã không biết họ là ai nhưng mà khi mà lên kênh của họ họ vài triệu follow tiếng và, và họ nổi tiếng thì nếu như khi mà một cái phát ngôn hay là một cái sự tương tác gì đấy của họ đối với tập văn của họ có ảnh hưởng đến phần còn lại của cộng đồng và ừ. họ cảm thấy không thích cái sự tương tác đấy, họ không thích cái sự ảnh hưởng đấy, thì khán giả lại cho rằng đấy là ngáo quyền lực thì tôi thấy cái điều đấy từ phía khán giả lại chưa vừa, chưa, chưa hợp lý, đúng không? Bởi vì thực tế là họ có quyền lực thật, ừ. đấy tôi nghĩ là nhờ họ có sự sự ảnh hưởng thật và bản thân nhất trong một cái giai đoạn nếu như mà uh, đã có một thời điểm cách đây khoảng tầm 2 năm tôi đã xem là uh, ở bên nước ngoài thì uh, cái đối tượng khách hàng của Ferrari, Ferrari, hay Ferrari, Ferrari, Ferrari đúng không? Ferrari đúng không? Ừ trong vòng 5 năm gần nhất ở cái thời điểm mà tôi xem thì là toàn 9x với cả gen Z là những người làm YouTuber. Ừ. Thế nếu như mà họ không có sức ảnh hưởng, họ không có quyền lực làm sao họ có sở hữu được những cái tài sản như thế? Ừ. Đúng không? rõ ràng họ phải có những cái đấy, chẳng qua là những cái nội dung đấy hoặc là tập khán giả mà những cái YouTuber hay những người làm mạng xã hội đấy đang có nó không gần với những người mà đang đang đón nhận cái thông tin ở ngay tại thời điểm đấy thì họ sẽ đánh giá đá lên như vậy. tôi nghĩ là ừ. thời đại bây giờ là cũng là kiểu bốn 0 không ấy. Ừ. Ừ. ngày xưa tôi cũng nói, tôi vừa nói là uh, ngày xưa thì mọi người định danh là người nổi tiếng là người như nào là diễn viên, là ca sĩ, là mc tức là một có, có một định danh cụ thể. nhưng mà mình cũng phải chấp nhận một sự thật là ở thời điểm, thời điểm bây giờ các bạn uh, gọi là creator hay là influencer đúng không? thì các bạn cũng là một cái người góp phần tạo nên những cái gọi là uh, sức ảnh hưởng cho nhãn hàng rất là lớn. Đúng. thì đấy là lý do vì sao các bạn được mọi người quan tâm nhiều hơn. Ừ. thì um, cái đấy tôi nghĩ là cũng là bình thường kể cả ngày xưa nãy ông có hỏi là uh, bọn tôi ngày xưa, rồi, ngày xưa và bây giờ, và bây giờ ừ. đúng không? nó <laughs> có khác nhau đúng không khác nhau chứ? ngày xưa thì bọn tôi đi ra ngoài đường không ai nhận ra, bây giờ đi ra ngoài đường rất nhiều người nhận ra. thế phải cẩn thận hơn đúng không? đúng ừ. rồi mình cẩn thận ừ. hơn trong cả lời <laughs> nói, trong cả hành động của mình. Uh, nhưng mà được một cái là bọn tôi cảm thấy nó là một cái sự may mắn đối với hai vợ chồng là bọn tôi có sự đồng hành với nhau mày với nhau tức là nếu như mà đi đâu đấy mà có một cái tín hiệu hoặc là một cái cách hành xử ở đấy mà mình chưa được ổn hòa thì hai vợ chồng về sẽ ngồi nói chuyện với nhau để cùng nhau xem thử là mình uh, cái cách hành xử của mình hay là cách cư xử hay là uh, đã ổn chưa mình cần thay đổi gì tốt hơn không thì tôi nghĩ là cái may mắn là bọn tôi có có cái sự uh, trao đổi với nhau thêm một cái nữa là cái tư tưởng của bọn tôi nữa trước khi bọn tôi uh, được những cái Hành quả như bây giờ thì bọn tôi cũng nói với nhau là nếu như sau này bọn tôi có được thành công thì hãy cố gắng giữ cái năng lượng vui vẻ, cái sự tích cực và cái sự thân thiện nhất có thể của mình đối với ừ. tất cả mọi người. Đấy là cái mà bọn tôi luôn trao đổi với nhau và cố gắng giữ đến bây giờ. Ừ, tôi nghĩ đấy là cái mà tức là một một trong những đặc điểm mà tôi thấy là cũng phải có một độ chín nhất định. Ừ. Thực ra người ta mới tức là va vấp nhất định, chắc có có thể là do mình cũng cùng tuổi và cũng rồi, trải qua nhiều thứ, nhiều việc cũng là một lứa là chín x đầu 9 x đúng không thì cũng sẽ có những cái đặc điểm nó tương đối khác ừ. thì, thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái quan điểm rất là đúng bởi vì vì cá nhân tôi cũng thế thôi kể cả trong công ty của tôi trong Spyroom ừ. đi thì cũng có những người bản chất là cũng cũng là một dạng kol koc ừ. cơ bản đấy cũng nổi tiếng trên facebook này trên youtube các thứ đúng nhưng mà có một đặc điểm chung là khi anh em ngồi nói chuyện với nhau ấy thì nó vẫn là bình thường thôi đúng và rồi. mình vẫn cảm thấy là mình của ngày hôm nay chẳng hạn so với mình của một năm ừ. trước khi mình đối xử hay mình chơi với những người bạn hay các thứ như nào thì đến bây giờ nó vẫn như vậy. Đúng rồi. Và tôi nghĩ là cái đấy là một cái mà mà có lẽ là nhiều bạn sẽ ừ. sẽ ở nếu mà một phát nó vọt lên phát thì kiểu như khi là không handle được ấy, tôi không không đúng không, không thể xử lý được những cái quá nhiều thông tin, quá nhiều đúng những rồi. cái mà mỗi mỗi bước đi là có thể sai lầm rồi ấy. Đúng rồi. Thì thì thực sự là hai bạn nó cũng may mắn bởi vì là có dù sao là cũng luôn luôn có đúng một người rồi. đồng hành. Thế tôi lại hỏi một câu về câu chuyện đồng hành đi đồng hành đồng hành thì đương nhiên là lợi thế thì ai cũng nhìn thấy ờ rồi ví dụ sáng tạo nội dung thì có hai cái đầu research tìm kiếm các thứ cũng có hai rồi ví dụ đi ra ngoài đường thì có thể nhắc nhở nhau hay là nếu mà cần thì bấm nhau cái là có ừ. thể gọi là tìm Đừng ra đủ lý do rồi. các Dù thứ vật ấy, ấy, ấy. Chân đấy. cái đấy là 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 dễ rồi nhưng mà tôi không biết là từ nãy giờ các bạn có bấm bấm chân nhau để <cười> <cười> gì Chưa không bấm <laughs> nhưng mà Bây giờ mình nói một tí về gọi là nhược điểm đi Liệu ừ. nó có nhược điểm gì không? Tôi nghĩ là chắc chắn là tôi bọn tôi làm team mà tôi biết là câu chuyện không bao giờ nó cơm cơm gọi là 100 100 phần trăm cơm lành cái ngọt đâu cánh cánh không. nhưng mà thôi tôi muốn hỏi mọi người là có nhược điểm gì không trong câu chuyện đấy và mình phải xử lý giải quyết nó như thế nào <cười> <cười> có nhược điểm gì không bạn <cười> <cười> nhiều và thật tôi thật là nhiều lắm cái việc mà mình làm chung ấy nó <laughs> là một cái lợi thế nhưng mà nó là một cái nhược điểm cũng rất là lớn bởi vì làm cái công việc sáng tạo nội dung này là những cái người cũng có một cái tôi khá là lớn ừ mà một khi mà cái tôi mà đã nổi lên rồi ấy, thì gần như là không ai nhường ai luôn và uh, bản thân khi bọn tôi làm với một cái sản phẩm ở đấy thì cả hai đứa đều có một cái sự mong muốn là cái sản phẩm đấy là một sản phẩm tốt nhất ừ thì luôn luôn cố gắng là đưa cái ý kiến cũng như là quan điểm của mình để xây dựng cái cái sản phẩm đấy làm sao để nó tốt hơn nhưng tuy nhiên khi mà mình lại còn là vợ chồng lại uh, khi mà bàn luận thì sẽ có những cái lúc mà mình căng thẳng. Căng thẳng vào rồi thì lúc đấy cũng không có để nang vợ chồng gì hết là ừ. cứ phang thẳng nhau mà chém. Nên là có những lúc thì sau những cái lần mà mình tìm được ra cái tiếng nói chung trong một cái idea đấy thì lại mình lại mất tiếng nói chung trong quan hệ vợ chồng. Đúng. Ui nói hôm nay cũng nói có phải hay thế. <laughs> đấy là, là cái vậy. mà bọn tôi rất 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 hay hay gặp cái đấy vậy là nó bị một cái uh, <laughs> công việc và ừ. cá nhân đời sống rồi. cá nhân và công việc nó bị hòa vào nhau đúng không đúng rồi và thực ra là khó để mình có thể tách rời được ấy ừ. rất khó luôn bởi vì khi mà mình kiểu hậm hực nhau trong cái việc làm việc thì chắc chắn không phải nào mà ngay lập tức mình có thể vui vẻ xong ngoài khoác tay khoác chân xong anh yêu em yêu được rất là khó thì lúc đấy là mình lại đưa cái sự hậm hực đấy của mình vào trong cuộc sống hàng ngày ừ. và cũng rất nhiều lần mà mình cảm thấy là kiểu bị mất cân bằng mất cân bằng ở đây là Đôi khi là cái 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 nghề này là chắc là ông cũng làm ông biết rồi. Nó bảo là nghề linh hoạt thời gian nhưng thực chất là mình làm 24 hai 24 hai luôn. Ừ, đúng. Mình không có thời gian để nghỉ ngơi. Mọi người nhìn vào cái nghề này cứ bảo là ủi mày mấy cái đứa làm làm sáng tạo nội dung thì vui ra ừ, Xong thì... rồi cứ thấy đi chơi suốt ngày, xong rồi uh, kiểu tương tác kiểu quan hệ bạn bè suốt ngày nhưng không phải. Đấy là tất cả là công việc hết và ừ. có những lúc mình cảm thấy là mình bị áp lực vì chính cái công việc đấy vì cái chính cái cuộc sống của mình không cân bằng được và đấy đến khi hai vợ chồng gặp mặt nhau thì lại lại như nào không nhìn mặt nhau không không nói chuyện với nhau một thời gian à, không thời gian cũng đúng, đúng một hai hôm thôi gọi một, 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 một thời gian thì hơi dài ừ. một, một hai hôm xong rồi mình lại bắt buộc phải phải tự cân bằng lại có những lúc mà mình cũng hay hỏi nói chuyện với Lâm là đôi khi em cũng nghĩ rằng là nếu mà bảo là em em có mong muốn được có một cái công việc khác hai vợ chồng làm riêng không <laughs> thì em cũng thích cái kiểu đấy tại vì đôi khi nó sẽ làm giảm thiểu cái sự kiểu cãi vã hoặc là cái sự tranh luận nói chung là trong cuộc sống ừ. đúng rồi muốn nói thì nói thì thôi nhưng mà đương nhiên là với những cái thành quả ở thời điểm hiện tại mà hai đứa đạt được thì nói chung là vẫn sẽ rất là trân trọng những cái quãng thời gian mà kiểu cùng phần đầu với nhau nhưng mà để mà nói rằng là uh, những cái uh, đánh đổi gọi là những cái đánh đổi nhỉ của việc đồng hành ừ. với nhau thì giá trị gì được là gì là giống như ông nói là có hai cái đầu này cùng suy nghĩ này uh, nội dung nó sẽ trở nên chỉnh chu hơn này đấy có nó tạo ra một cái tạo cho mình một cái lớp lá chắn phòng vệ nó sẽ dễ dàng hơn ừ. trong mọi tình huống trong mọi trường hợp bên cạnh đấy thì mình cũng phải chấp nhận rằng là có uh, có những cái ý tưởng và quan điểm mình sẽ không được triển khai theo ý mình mong một trăm phần trăm mình phải chấp nhận cái đấy và phải gọi là phải hạ cái tôi của mình xuống đấy. Ừ. Đấy. Cái thứ hai là uh, mình phải chấp nhận cái uh, sự tranh luận, chấp nhận cái sự Sứt mẻ khùng hoang nhau tí, không nhau tí. Trong trong mối quan hệ mình phải chấp nhận cái việc đấy nhưng mà mình hiểu là lý do tại sao ngay từ đầu mình uh, mình, mình mình đồng hành và mình chấp nhận cái việc đấy là được. Ừ, cái <laughs> có một cái mà tôi nghĩ là uh, nó khá là 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 một cái ưu điểm của hai vợ chồng tôi. Đấy là cái thời điểm mà trước khi làm content creator ấy Thì hai vợ chồng cũng hay nói chuyện với nhau Rằng là cố gắng làm thế nào Để mình có thể Luôn luôn cố gắng chia sẻ quan điểm với đối phương Không mình không giữ lòng Mình cố gắng trao đổi Tại vì thực ra là ở trong xung quanh những cái mối quan hệ Của hai vợ chồng bọn tôi cũng gặp rất nhiều cái tình trạng Là đổ vỡ hôn nhân Đấy cũng là những cái bài học mà bọn tôi muốn rút ra Để làm thế nào để cải thiện cái mối quan hệ của chồng tốt hơn Thì có thể do cái tính cách là bọn tôi cá tính mạnh là có nhưng mà ở đâu đấy là bọn tôi cũng có một cái sự mong muốn là muốn được cải thiện chất lượng cuộc sống ừ. nên là hai vợ chồng luôn luôn cố gắng ấy là dù có bực nhau đến mấy hay là có vấn đề gì nó to to tát đến mấy thì hai vợ chồng luôn cố gắng nghĩa là ngồi lại với nhau để tìm ra một cái hướng giải quyết không phải là hoàn hoàn hảo nhưng mà nó là tốt nhất ở cái thời điểm đấy chính là tôi nghĩ là đấy là một uh, gọi là nhược điểm đúng không? nhưng mà nếu mà khi mình quen với nó lại nó thành ưu điểm đấy. tức là nhiều khi nó lại cải thiện mối quan hệ. đúng rồi. Thế kiểu là đúng mình thôi. sẽ sẵn sàng chấp nhận và mình gọi là, tức là mình mình hiểu rằng là cảm xúc hay là cái tranh cãi ừ. nó sẽ xảy ra và và mình quen với cái việc là xử lý nó. gọi là vượt qua. Khoa... chai mặt đấy. À, chai... mặt dày. Cái, cái, cái này quan trọng mà đúng không? vượt qua vấn đề nhanh hơn. đúng, đúng, đúng rồi. rồi. mình vượt qua vấn đề nhanh hơn. Thì, tính ra là như vậy. mình đã nói khá nhiều về câu chuyện uh, gọi là sáng tạo nội dung rồi Giờ bây giờ tôi muốn chuyển chủ đề một tí Là mọi người thì cũng cũng có một cái mảng kinh doanh mà tôi nghĩ bây giờ đang rất là tập trung vào câu chuyện phát triển GetNet Là một cái business liên quan đến câu chuyện đào tạo và phát triển creator, gọi là phát triển talent Thì thời điểm nào là thời điểm mọi người bắt đầu nghĩ về cái ý tưởng này? Cách đây khoảng tầm ba năm bọn tôi tức là hai năm đầu tiên tôi làm bọn tôi làm nghề thì ừ. bọn tôi cũng chỉ là phát triển cho hai hai cá thể thôi thì cũng không nghĩ nhiều đến cái việc là mình sẽ lập công ty hay là như nào cả ừ. nhưng mà tất nhiên là trong cái quá trình mà làm hai năm đấy thì càng về sau bọn tôi càng nói chuyện với nhau là làm thế nào để mình có thể uh, mang lại nhiều cái giá trị hơn cho mọi người thế là anh nghĩ là, thế là mình là... sẽ đi thức kiểu luồng như này thì nó, nó sẽ dễ hình dung hơn ừ. là bản thân bọn tôi ấy, thì uh, hai vợ chồng nó có một cái điểm tương đồng với nhau ừ. ừ đấy là luôn luôn đồng thuận với các cái chiến dịch nhảy nhảy việc <laughs> chiến dịch nhảy việc ngày xưa lúc đầu tiên là bọn tôi là dancer nhá, ừ. dancer xong rồi là hai đứa thì làm hai công việc riêng là bon mà FPT về một ừ. bộ phận truyền thông nội bộ của FPT, còn tôi thì làm ở bên trắng TV. Ừ. Đấy. Thế nhưng mà sau đấy thì hai đứa là cùng nhau đồng thuận là nghỉ cái công việc cũ đấy và chuyển sang làm về ngành fitness, làm huấn luyện viên dạy lớp group X ở ừ. trong trung tâm fitness của California. Đó. Thế sau khi là làm, ừ. làm fitness xong thì hai đứa lại cùng đồng thuận nhảy sang làm tiktok tức là bản thân hai đứa bọn tôi đều có xu hướng là đồng thuận với nhau trong tiến trình nếu như mình mong muốn có một bước phát triển tiếp theo gì đấy, ừ. đấy thì mình sẽ đều dồn lực vào để mình 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 thực hiện việc đấy và cái việc mà bọn tôi uh, triển khai và uh, thực uh, gọi là cái gì nhỉ xây dựng về cái nét ấy thì nó cũng là một trong số những cái bước đấy gì đấy, ừ. là mong muốn được phát triển lên ừ. thì sau khi mà giai đoạn mà bọn tôi phát triển được hai năm làm cá nhân rồi thì bọn tôi mới đặt tâm câu hỏi với nhau là làm thế nào để bọn mình tiếp tục phát triển hơn đấy cứ mỗi một giai đoạn cứ một năm rưỡi hai năm một năm rưỡi hai năm bọn tôi luôn luôn hỏi như thế và ở thời điểm mấy bọn tôi mới đưa ra với nhau một cái một vài những cái sự thảo luận để làm cơ sở cho cái 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 cái, cái hành động tiếp theo của mình trong tương lai ừ. đấy là bản thân rõ ràng cái thị trường làm về sáng tạo nội dung rất tiềm năng nhưng mà so với tất rất nhiều các thị trường khác trên thế giới thì nó chưa phải là ở điểm cực đỉnh của nó. Vì thế cho nên chắc chắn trong giai đoạn tới nó sẽ ở trong cái vị thế là chuyển mình. Vậy thì mình cũng sẽ muốn là một trong những đơn vị đón đầu trong cái xu thế chuyển mình đấy. Nhưng bây, bây giờ có hai phần án. Một là mình chuyển mình là mình là những cá thể cùng trong cái dòng chảy chuyển mình này. Ừ. Hai là mình sẽ dẫn dắt tất cả một vài những cái cá thể mạnh khác để cùng nhau đi đến cái giai đoạn chuyển mình đấy, thì cái cái sức mạnh nó sẽ lớn hơn rất nhiều. Đấy là một ý. Ý thứ hai là bản thân là trong quá trình mà bọn tôi có cái cơ hội gặp gỡ với những anh chị uh, doanh nghiệp, thì anh chị cũng chia sẻ thêm là nếu như trong trường hợp mà ở bất cứ một thời điểm nào khi mà mình đã đạt được một cái thành quả nhất định nào đấy, mình muốn phát triển hơn, thì một trong những hướng mà mình có thể suy nghĩ đấy là tạo ra một cái mô hình nơi mà những người khác có tiềm năng giống như bọn tôi, có thể được phát triển lên cái ngưỡng giống như những gì bọn tôi đang có thì đấy nói rồi uh, một cách khác mình có thể gọi là giống như là nhân bản thì đấy là một trong những cái phương án mà rất là nhiều những người đã thành công người ta đã làm được rồi đấy thì đấy sẽ là cái lý do thứ hai ừ. mà bổ sung vào trong cái 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 cơ sở thông tin của bọn tôi cái lý do thứ ba đấy là trong cái giai đoạn mà hai năm bọn tôi đang làm ấy thì bọn tôi có kết hợp với cả một cái người bạn đồng hành và người bạn ấy thì lại hỗ trợ cho bọn tôi về mà về khâu vận hành ừ. trong quá trình là hoạt động về cái linh ngạch uh, làm content creator Đấy, làm sáng tạo làm sản xuất nội dung trên mạng xã hội thì bọn tôi thấy rằng là cái tiềm năng của bạn ý lại khá cái tiềm năng của bạn ý và kiến thức của bạn ý và cái mục tiêu cái vấn đề quan trọng nhất lại là cái mục tiêu của bạn ý nó lại đang khá là nó là độc đáo thì nó cũng độc lạ thì nó cũng không phải nhưng mà nó không phải ai cũng có tôi nghĩ là dùng từ là không phải ai cũng có ở thời điểm đấy mà lại đang là người bạn đang trực tiếp đồng hành với mình rồi đấy và bọn tôi thì lại là một cái mảnh ghép ngược lại đối với cái người bạn đồng hành đấy là bọn tôi lại khá là một phần là tự tin về việc rằng là mình có thể uh, tìm ra được nhiều cái hướng để xác, để để uh, làm mới những cái nội dung ở trên thị trường ở thời điểm hiện tại vì thế nên là với tất cả cái sự kiện đấy dữ liệu đấy thì bọn tôi mới đưa ra phương án là cái đang phù hợp nhất với mình để mình có thể lên một cái nấc phát triển tiếp theo đấy là tạo ra một cái mô hình về truyền thông có thể kết hợp được sức mạnh của tất cả những cái mảnh ghép ở thời điểm hiện tại đang có giúp cho bọn mình có thể mang được thêm giá trị cho người khác và lại lại tạo cơ hội cho mình có thể đón đầu với cái uh, giai đoạn chuyển mình trong thời gian sắp tới mạnh mẽ hơn đấy thì đấy là tất cả lý do mà khiến cho bọn tôi lập ra cái đấy cùng với cả những người bạn đồng hành này tính rất là từ năm uh, từ cái là từ từ, từ, tháng 8 năm ngoái. Tháng 8 năm ngoái. Tháng 10 nhỉ? Tháng 10 tháng là 8. 8 là bắt đầu nhen nhóm ý tưởng. À. Tháng 10 là bắt đầu uh, chỉ đăng ai. ký kinh doanh cái à. thế này kia. Ừ. Đúng ừ. rồi. Ừ. tại đến bây giờ là tính ra là được khoảng hơn một năm. Hơn một vừa, năm, Vừa vừa rồi. tròn một tuổi. Tròn một tuổi đúng rồi. Và à. từ đó đến giờ thì chung là nếu có thành tựu hay có cái gì mọi người cảm thấy là có thể chia sẻ hay muốn chia sẻ không? thực ra thì thành tựu có và ừ. tôi nghĩ là rất là tự hào để mà chia sẻ thôi ừ. mặc dù rằng là sau cái sự kiện vừa rồi nó có những cái gọi là cái sự chia chia tay không mấy là là vui vẻ ừ. trong cái quá trình hoạt động nhưng mà nói gì thì nói nó vẫn là cái thành quả mà công ty cũng đã đạt được bởi vì là bản thân đấy cũng là những cái gọi là hình mẫu cái cái case study ừ. Đúng. trong giai Đúng rồi. đoạn đầu tiên mà công ty hoạt động và gần như nó là những cái minh chứng để cho bọn tôi cũng có thể có cơ hội ừ. để chia sẻ với những người bạn bè, những người đồng hành hoặc là những cái nhà đầu tư trong giai đoạn sắp tới rằng là đấy là những cái tiềm năng và những cái năng lực mà công ty hoàn toàn có thể làm được với với ừ. với những bạn trẻ ừ. mà thực sự có DNA riêng biệt và có tiềm năng ừ. đó nên là tôi tôi nghĩ là cái chuyện gì thì rồi mình cũng rất là rạch ròi ừ. không vui thì đương nhiên nó không vui nhưng nó là thành quả thì nó vẫn là thành quả Đúng rồi. Ừ, đó à. Và những cái bạn đấy có tiềm năng là vẫn có tiềm năng Thì ừ. bản thân là cái công ty GetEd Thành lập ra là bọn tôi mong muốn tìm để những bạn có tiềm năng Để về để cùng nhau phát triển Thì đúng là những cái case study đấy Là những cái case study tiềm năng Và khi mà kết hợp thì tôi thấy là uh, Ít nhiều công ty cũng mang lại cho các bạn Rất là nhiều những cái sự tiến bộ Ở trong quá trình hoạt động Và tôi nghĩ là cũng là một cái mà Chẳng việc gì mình không không vui vẻ Nó khoe ra đúng không ừ. Ừ. <laughs> Với cả là bản thân nó cũng là một cái cơ hội để khiến cho rất là nhiều các cái anh chị em bạn bè trên thị trường đều nhìn nhận ra được rằng là cái ngạch mà bọn tôi đang cố gắng phát triển nó cùng về lĩnh vực là creator nó cùng là về lĩnh vực marketing truyền thông nhưng tuy nhiên là nó cũng sẽ có cái khía cạnh hơi khác hơn một chút tức là nó không thích đánh theo kiểu mass là mình uh, tuyển dụng theo số lượng lớn để ừ. tạo ra một cái mạng lưới nó, nó, nó đông đảo mà theo kiểu là mình đi số lượng nhỏ nhưng mà chất lượng hơn ừ. tức là tí nếu như mà nói đơn giản hóa hơn thì nó giống như kiểu là một dạng talent house là quản lý và đào tạo nghệ sĩ nhưng mà thay vì là nghệ sĩ có những cái danh xưng nó chính chuyên như kiểu là ca sĩ diễn viên mc thì đây nó sẽ liên quan đến là social influencer ừ, đó tôi có một câu hỏi khác là khi mà các bạn gọi là tập trung vào phát triển kết nét thì tôi nghĩ chắc chắn là coi như mình ngày trước thì mình có thể dành 100% toàn tâm toàn ý để sáng tạo nội dung đi nhưng mà bây giờ khi mình phát triển công ty và mình phát triển một mảng kinh doanh như thế nữa thì chắc chắn mình không thể toàn tâm toàn ý một phần trăm được nữa ừ. thế thì thực tế nó nó có diễn ra như thế không mà mọi người có gặp vấn đề gì không vấn đề là như mà <laughs> như ông vừa nói đấy ừ. vấn đề là không dành được hết toàn bộ thời gian của mình để làm sản xuất còn tay nữa rồi thì như... khán giả thì lại Đúng luôn rồi. luôn đòi là phải có nội dung mới mà nền tảng cũng đòi chả phải mình khán giả như vậy thì xử lý như nào nó cũng là câu chuyện về sự cân bằng đúng không ạ ừ. như kiểu cân bằng giữa công việc với cuộc sống ấy ừ. thì ở đây là mình cân bằng giữa việc là mình sản xuất nội dung cho mình và việc mình đầu tư thời gian cho công ty thôi ừ. tôi nghĩ là cái đấy nó sẽ phụ thuộc vào cái chiến lược trong ừ. từng giai đoạn thì bản thân bọn tôi vừa là làm creator lại còn vừa làm công ty nữa cho nên là cái việc mà bọn tôi hoạt động ở trên nền đảm bảo xã hội như thế nào nó cũng phải là một cái chiến lược của công ty của công ty đúng rồi vì thế cho nên là công ty sẽ có những cái uh, uh, giai đoạn khác nhau tức là giai đoạn nào thì mình sẽ tập trung nhiều thời gian hơn vào công ty ừ. khi nào mà cái bộ máy nó hoàn thiện rồi thì để cho nó vận hành ổn thỏa đã thì trong cái giai đoạn mà nó nó vận hành tiếp theo thì là bọn tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào social đấy nhưng ngược lại cứ nó cứ đan xen đan xen nhưng mà nói này. thế tôi chứ còn thực ra là cũng không tập trung hoàn toàn như ngày xưa nữa tại vì ừ. công ty sẽ luôn ở đấy các bạn uh, creator sẽ luôn phát triển và các bạn creator thậm chí là luôn luôn có những cái vấn đề các bạn cần phải được trao đổi với mình ừ. và khi mà các bạn mới mới vào nghề thì rất nhiều những cái vấn đề ví dụ là bị ý tưởng này không biết làm thế nào này khán giả phản hồi không tốt này ừ. thì tất cả những cái mà ngày xưa bọn tôi tự xử lý thì bây giờ bọn tôi ngoài việc xử lý bọn tôi xong thì bọn tôi còn phải xử lý của các bạn nữa. Nên là cái câu chuyện thì tôi nghĩ là nó sẽ khó để có thể giải quyết được rằng là bọn tôi có thể quay trở lại cái thời điểm mà như ngày xưa là bọn tôi toàn tâm toàn ý cho bọn tôi. Bây giờ gần như là bọn tôi phải phân bổ thời gian ra và cái thời gian bọn tôi chủ yếu nhiều nhất vẫn là để phát triển các bạn bởi vì chắc chắn là cái mong muốn bọn tôi bây giờ là công ty phát triển và sẽ có rất nhiều các bạn tiềm năng tham gia vào công ty thì lúc đấy công việc không thể nào mà càng ngày càng đi kiểu càng ngày càng ít đi được mà sẽ càng ngày càng nhiều hơn Ừ. nhưng mà thực ra thì mọi mọi cái vấn đề thì tôi tôi nghĩ rằng là nó sẽ khó nhưng mà nó sẽ đều có cách giải quyết cả tức là tùy thuộc vào cái mục tiêu của từng giai đoạn ví dụ như kiểu là uh, cái việc mà bọn tôi toàn tâm toàn ý với content thực ra nó chỉ phục vụ một mục tiêu ở thời điểm đấy ừ. là tôi có được nhiều cái sản phẩm đến với khán giả thì nếu như đấy là một mục tiêu trong giai đoạn tới chẳng hạn thì bọn ngoài cái việc bọn tôi có thể sản xuất nội dung ra ở trên kênh của mình để phục vụ cho mọi người thì vẫn có nhiều rất rất là nhiều cách khác. Thế Thế là, là bọn là tôi cùng khác. với tham gia vào ừ, các kênh rồi. khác nữa thì cái mục tiêu đó nó vẫn đạt được đạt được, được mà. tức là mình phải, phải tìm ra những cách để gọi là tối ưu được cái đúng sự rồi. xuất hiện và tối ưu được nguồn lực của mình đúng không? Đúng rồi. làm sao để mục tiêu cuối cùng ở đây vẫn là cái sự xuất hiện của mình về khán giả là nó vẫn vẫn tồn tại. Đều đặn đều ừ. đạn đúng không? chứ nó không nhất thiết phải là Đúng rồi. 10 video clip hay 7 video clip một tuần trên kênh Thủng Long Family ừ, đúng, đúng, rồi, đúng không Chính xác. Kiểu dạ? đấy. Tôi cũng rất chia sẻ cái quan điểm đấy ví dụ như khi bọn tôi làm bọn tôi làm YouTube ở trên Spy room ấy thì thực ra bọn tôi cũng làm bọn tôi làm video cũng nhiều phết đấy, một tuần phải lên 7 cái, Từ ngày nào cũng cũng lên một video dạng video video essay kiểu dài, kiểu bài viết các thứ này nọ. Dần dần bọn tôi nhận thấy là <laughs> mình nếu mình chỉ tập trung phát triển mỗi YouTube ấy chẳng hạn thì có thể là nó đang bị thiếu mất tức là mình đang không tối ưu nguồn lực ừ. thế how about là ví dụ như bây giờ mình đang có một cái nội dung như thế rồi đang có dài rồi mình chuyển nó thành một dạng ngắn đi ngắn ừ. thì mình lại đẩy được trên short trên YouTube mình đẩy trên TikTok mình đẩy trên Reels gì đấy thì đối với tôi tôi nghĩ là cái câu chuyện mà mình tối ưu mình tối ưu liên tục nó dựa trên một cái mục tiêu cuối cùng là ừ. mình có sự hiện diện và cố gắng phát triển trên trên đa kênh nhất để đúng cho một cái tổng thể khổ. là công ty ừ. có vẻ nó là một cái chiến lược gọi là khá là đúng đắn và và ừ. chuẩn và hy vọng là tôi nghĩ là những cái chiến lược đấy đến bây giờ nó vẫn đang, đang ok với tất cả mọi người đang ổn, đang ổn. Đang ổn. Ừ. có những cái mà mình khi mà mình uh, gọi là đi bước vào cái câu chuyện ngoài cái địa hạt của câu chuyện gọi là sáng tạo nội dung mà mọi người là chuyên chuyên môn sở trường đi thì chắc chắn là khi mà mọi người xây dựng cái nét tôi nghĩ sẽ phải học thêm rất là nhiều kỹ năng khác có hai câu hỏi một câu hỏi đầu tiên là mọi người có những kỹ năng gì mà mọi người phải học thêm và thứ hai là tôi tin chắc là trong các kỹ năng đấy bởi vì tôi đã trải qua một số tôi biết là có những cái thật sự là không muốn làm không à. thực sự là không muốn làm thế thì có cái nào như thế không và mọi người xử lý cái đấy như thế nào ví dụ như với tôi thì là đầu tiên cái lớn nhất là kế toán <laughs> ở đúng rồi tài chính sự, tôi thực sự ơi, đã rồi. có một một quãng thời gian dài kiểu làm cứ làm đằng là trước nhưng mà phần bách đằng sau kiểu tài chính kế toán gần như là loạn sang ngầu cả lên ừ. Thì là càng làm càng mình, <laughs> mình, phải hiểu về nó mà bản thân làm này chưa làm cho cho hai cá thể thì nó đơn giản ừ. nhưng khi mình vận hành cả một bộ máy cả một công ty có rất nhiều nhân viên ở đấy thì nó bắt đầu nó sẽ bị loạn con số ấy lão con ừ. số và long thì rất hay là kiểu phải um, gào thét với tôi rằng là, là ừ. ôi đau mát quá kiểu không thể hiểu thật ra các bạn có thể làm kế toán kiểm toán các bạn có thể giỏi như thế tại vì lúc nào cũng tập trung vào con số nhiều mỗi người một chuyên môn thôi nhưng mà thực ra thì ừ. tại vì uh, tôi thì tôi không giỏi về phần uh, số mã ừ. ừ. nhưng mà nói gì thì nói nếu như nó đã là một cái công việc kinh doanh mà mình có sự tham gia vào với vai trò là cổ đông thì bản thân tất cả cổ đông đều cần phải tham gia vào cái câu chuyện là hiểu về tài chính ừ. vì, ví dụ như kiểu là ở trong mô hình của cái nét thì bọn tôi không kiểm soát về tài chính nhưng mà bản nhưng mà bọn tôi sẽ cũng cần hiểu về tài chính ừ. để trong quá trình mà toàn bộ hội cổ đông mà có trao đổi với nhau cái gì thì mình cũng hiểu vấn đề mình đi ra góp ý và mình cũng biết rằng là nó chẳng may trong trường hợp nó có gặp sai sót gì hay không thì mình cũng cùng nhau ngồi bàn bạc và thảo luận và góp ý được chứ còn nếu như mà mình mù tịt thì cái đấy cũng sẽ cũng dở đúng đúng, nó cũng sẽ rất là dở ừ. đó trong công ty nào cũng thế thôi còn cái thứ hai tôi nghĩ là là kỹ năng cũng giờ lớn đây là kỹ năng uh, giao tiếp. Ngày xưa giao tiếp thì mình có thể giao tiếp vợ chồng với nhau, giao tiếp bạn bè để làm content, nhưng bây giờ mình giao tiếp với cương vị là ừ. mình là sếp. Ừ. Đấy thì nó cũng sẽ lại làm một câu chuyện khác, cái sự uh, uh, kiểm soát về mặt uh, cảm tình với nhân viên và với uh, nói chung là với tất cả mọi người với đối tác các thứ nó cũng sẽ cần phải có cái sự tinh chỉnh trong từng giai đoạn với từng đối tượng một, nó lại khác nhau và cái đấy thì nó cũng phải rất là linh hoạt chứ mình cũng ừ. không thể nào mình áp dụng một cái công thức như nào được ấy đấy như kiểu nếu mà để gọi là trên tinh thần là một những người bạn với nhau và bọn tôi là những người sáng tạo nội dung ấy làm nội dung thì bọn tôi luôn luôn muốn là mình có sự cởi mở và mình kết nối càng nhiều càng tốt thân thiện hoa hậu thân thiện ừ. với ừ. ai cũng sẽ là hoa hậu thân thiện hết ừ. nhưng mà nếu như mình đã ở trên vai trò là quản, quản lý rồi thì cái việc đấy nó, nó không thể như thế được với tất cả mọi người đó ừ. Được. với cá nhân tôi thì tôi nghĩ là cái uh, quản trị nhân sự ừ. và quản trị cảm xúc của mình là cái khó nhất tại vì thực ra tôi là một người khá là cảm xúc và tôi uh, thường dễ bị kiểu gọi là ảnh hưởng cảm xúc của mình trong cái quá trình mà mình uh, uh, làm việc với các bạn nhân sự đặc biệt là các bạn creator bởi vì đôi khi kiểu mình cũng rất là vui vẻ mình thích thoải mái mình thích vui vẻ uh, và mình thích chia sẻ với mọi người nhưng mà sẽ có những lúc mà mình cần phải lý trí nhiều hơn mình cần phải nghiêm túc và kiểu nghiêm khắc hơn thì lúc đấy là mình lại bị kiểu mang một cái tính kiểu cảm xúc nhiều trong một cái việc quyết định là nên hay không nên thì cái là một cái khó khó mà tôi nghĩ là khi mà nó là một cái tính cách rồi mà để học để mà để mà làm ấy thì nó cũng là một cái gì rất là vất vả và cũng tôi thì với long thì long sẽ là lý trí hơn thôi. tôi tôi sẽ cảm xúc hơn thì đấy là cái sự cân bằng khi nào tôi thấy cảm xúc quá thì long sẽ kiềm tôi lại Đấy, ừ. hoặc là khi nào tôi thấy long bị khô cứng quá thì tôi sẽ bảo long mềm mỏng ra đó. Ừ. Ừ. khá hay bởi vì tôi cũng ừ. nghĩ là cái đấy là cái tôi cũng rất là chia sẻ tức là mình ở cương vị nào thì đôi khi mình phải thay đổi vì thực ra cá nhân tính của tôi chẳng hạn tôi cũng là dạng khoa học thân thiện ừ. chơi anh em vui vẻ bạn bè chơi tức là kiểu rất thoải mái nhưng mà thực sự khi mà công ty chẳng hạn khi mình làm công ty chẳng hạn thì có giai đoạn mà ban đầu chẳng hạn mình cũng anh em bạn bè vui vẻ chiêu tất cả mọi thứ đó, thoải mái nhưng mà đến một thời điểm mình nhận ra là nếu mà thực sự mình để nó thoải mái quá đúng rồi. kiểu gọi là công ty như một gia đình đúng không một đúng cái concept mà mọi người hay hay rồi, rất, rồi. Công ty người là rất hay theo đuổi công ty là một gia đình nhưng mà thực ra tôi nghĩ là nó nên có một giới hạn đúng rồi càng ngày tôi càng nhận ra điều đấy và tôi nghĩ là uh, tất nhiên mình uh, mình sẽ cố gắng tạo ra một cái không gian hay một cái không khí hay một cái môi trường là việc nó thoải mái ừ, nhưng mà điều ừ. đấy không đồng nghĩa việc là thoải mái quá thì lại nể nang nhau quá Đúng và rồi. trong công việc là phải phang nhau. Đúng thực rồi. ra là như thế trong công việc quan điểm của tôi cũng thế tôi với với anh em trong team hoặc là với kể cả những bạn mà đi từ ngày xưa cho đến bây giờ luôn. Bình thường vui vẻ thì không vấn đề gì nhưng trong công việc là công việc và Đúng nếu rồi. có vấn đề là phải thẳng thắn và pha nhau xanh ngay. xanh chín luôn. Chứ xanh chín <laughs> luôn mà như thế thì nó mới mới gọi là bền vững được Đúng chứ rồi. còn thực sự tôi cũng cảm thấy rằng là nếu mà mình thực ra mình tôi hay nói với nhân viên tôi là thực ra anh thì lúc nào anh chẳng muốn là làm một người kiểu nice, tao lúc nào tao 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 vui vẻ thoải mái tử tế tất cả mọi người ai mà chẳng thích thế được được mọi người yêu quý tôi là người tử tế nhưng mà nhiều khi cái sự tử tế đấy hay là cái sự dễ dãi đấy nó khiến cho cái tổng thể của mình nó bị ảnh hưởng ấy thì một người lý trí và một người gọi là một người dẫn dắt tốt ấy phải là một người dám đưa ra những quyết định khó chứ còn nếu mà ví dụ như Ừ nếu tôi được là thoải mái thì tức là ai mà chẳng à, muốn làm người tử tế đúng không? Đúng, đúng rồi. <laughs> Thế là mình đẹp trong mắt tức tất cả mọi người đúng không? Nhưng mà không được, đôi khi mình đẹp để đẹp với khách hàng chẳng hạn thì mình lại phải đúng khó phải khác còn đôi khi đẹp với tim thì đối với đối tác hay gì đấy nó phải có à. sự nó luôn luôn là đánh đổi. Ừ tôi cũng nhận cái đấy đúng ừ. Cũng khoai đấy, thực ra là kiểu mà. tôi tôi nghĩ là nó nó sẽ khó ở cái đoạn linh hoạt ấy linh hoạt lúc thì mình bảo là ở đây bây giờ là mình phải cứng rắn này lúc thì mình bảo thôi em mình bảo vâng nhưng mà tôi tôi nghĩ là để mà một người có thể linh hoạt được giữa hai trạng thái đấy hoặc là kiểu mình đưa ra một cái sự phán đoán rất là chỉnh chu xem là trường hợp nào nên làm nào thực ra khó nói chung là về nguyên tắc thì mình nói với nhau thế thôi chứ còn trường hợp cụ thể thì ừ. nó muôn hình vạn trạng mà đúng rồi. Ừ. nó sẽ có những cái trường hợp rất 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 đau đầu ừ. và tôi tôi cũng chúc mọi người sẽ <cười> 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 đau đầu giống <đúng> tôi <laughs> tôi có một câu hỏi thực ra là hai câu hỏi nữa ừ. nhưng mà cái câu này quan trọng hơn đấy là mọi người thì đã có một cái background là content creator rồi tôi nghĩ là nó sẽ có những cái lợi thế nhất định khi mà mình xây dựng một gọi là talent house một công ty chủ quản phát triển ừ. những cái tài năng đi thì uh, cái chuyện đấy chắc là mình cũng mình sẽ mình mình uh, mình có thể nhìn thấy rồi là có lợi thế và mọi người hiểu hơn hay gì đấy nhưng mà tôi cũng muốn hỏi kỹ hơn là nhược điểm thì sao mọi người có nghĩ là nó có nhược điểm gì không nếu là Chắc một chắn rồi, này, nó sẽ có như cả vậy Cả nhân tôi thì tôi sẽ nghĩ là Nó không phải là nhược điểm Nhưng mà nó cũng sẽ là cái mặt Không khác với mặt ưu điểm một tí ừ. Tại vì là nó sẽ Khi mà mình ở một cái cương vị khác Cương vị thì không đúng Mà là mình ở một cái Vai trò khác, đúng hơn là vai trò khác Thì khán giả họ sẽ khắt khe mình hơn ừ đúng ừ. tôi tôi không biết đến điều này. Tại ừ. vì tôi ấy. ngày xưa nếu mà mình chỉ là một bạn content creator bình ừ. thường thì khán giả họ họ đón nhận theo một cách kiểu cởi mở với mình hơn. Nhưng khi bây giờ mình uh, cho mọi người biết rằng là mình đang là một người dẫn dắt và đào tạo cũng như là phát triển các bạn content creator khác ừ. thì họ sẽ đòi hỏi ở mình rất nhiều những cái mảng ví dụ là kiến thức nhiều hơn cũng như là cái sự chỉn chu của mình trong content nó phải cao hơn ngày xưa rất là nhiều khi mà mình phát triển các bạn content creator khác các bạn uh, nhân sự của mình càng phát triển thì đồng nghĩa mình cũng phải càng phát triển nếu như giả sử nhưng mà nhân sự mình phát triển và mình vẫn dậm chân tại chỗ thì khán giả họ sẽ khắt khe và họ sẽ nhìn nhìn nhận mình nó một cái cái góc nhìn nó sẽ tiêu cực hơn rất nhiều tôi nghĩ là như vậy là ừ. bản thân là kiểu uh, trong cái mô hình của tôi thì tất cả mọi người đều có sự tương tác và sức ảnh hưởng lan ừ. tỏa đến cho nhau. Ừ. Đấy, mang cái uy tín của mình để uh, tạo thêm nâng cao cái uy tín cho những người khác. Đấy và ngược lại tất cả mọi người đều như thế với nhau. Và vì thế cho nên là uh, mình mà càng uy tín hơn thì đương nhiên là chắc chắn là các bạn thì cũng sẽ trở nên tốt hơn và cái hình cái cái hình ảnh của các bạn thì nó cũng sẽ được khán giả đón nhận dễ dàng hơn. Và bản thân là cái cái khó ở đây là bọn tôi uh, cái mô hình về talent house thì là xây dựng thương hiệu xây dựng hình tượng ừ. cho từng cá thể chứ bọn tôi lại không xây kênh vì thế cho nên là giống y hệt như cái vấn đề của bọn họ mình chia sẻ đấy là nếu như mình đã xây dựng hình tượng thì cái hình tượng này nó cần có cái sự chỉnh chu chứ không thể là cái gì tức là mình bắt đầu khi mà nó có nó có nhiều ngưỡng khác nhau mỗi một hình tượng có nhiều ngưỡng phát triển khác nhau với một cái ngưỡng sâu sồi kiểu là bình thường đấy, thì tôi tôi cũng thực ra là tôi rất là cố gắng giải thích nhưng mà nhiều khi tôi cũng rất là khó để mà đưa cho mọi người một cái thang đo giống như cái thang đo ở trong đầu của tôi bởi vì thế nào là bình thường ấy ừ. đúng không mình nói là bình thường nhưng cũng không hiểu thế nào là bình thường thì có những cái ngưỡng mà các bạn cũng kiểu nổi trên mạng xã hội nhưng mà nhưng mà các bạn nói cái gì cũng được cái thoải mái hết đấy đúng không nhưng mà cũng có là những người nổi trên mạng xã hội thì họ nói khá giả lại rất là để ý và rất là khắt khe đúng không thì bây giờ mình cũng không thể nào biết được là cái mức độ nào là cái mức độ mà khán giả sẽ khắt khe nhưng chắc chắn rằng là cái mà bọn tôi đang hướng đến là cái ngưỡng mà khán giả chắc chắn người ta sẽ khắt khe ừ. ừ đấy là cái, cái khẳng định mà luôn mình, mình làm như thế mà không chỉ một khán giả tôi nghĩ là cả những cái bạn mà creator mà khi bọn tôi tuyển vào ừ. họ cũng sẽ nhìn mình và muốn mong muốn rằng là ít nhiều làm cũng muốn thấy cái sự phát triển của mình để các bạn ấy cũng có động lực để các bạn phát triển theo Chứ nếu như giả sử như mà uh, Gọi là cái người gọi là lái tàu Mà còn càng ngày càng đi xuống Thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cả, cả tim. Thì đấy là một cái áp lực rất là lớn đối với bọn tôi Khi bọn tôi uh, cố gắng Nắm giữ cái vai trò này trong công ty Tôi nghĩ vậy ừ. ok, Tôi hiểu, tôi hiểu Thực ra đấy là một dạng áp lực Nhưng mà ngược lại thì đôi khi là như, như, như Long nói đấy là để làm tốt hơn Thì mình phải đẩy bản thân vào những cái ừ. áp đúng lực đấy thôi Chứ đúng còn rồi. nếu không thì nhiều khi lại cứ làm một một cặp content creator đúng rồi, đúng rồi. nhiều khi thực ra tôi nghĩ là với mọi, cuộc sống mọi người các thứ nếu mà chỉ đi theo hướng đấy mọi người cũng rất thoải mái đúng đúng không? đúng rồi. toàn rất thoải mái thậm chí là cái này còn khiến mọi người đau đầu hơn chính xác và chí giác. thậm chí là đau đầu hơn là một này và kiểu nhiều khi lại còn kiểu nó bị thậm chí là những cái mà mình đang đang rất là chắc ấy mình ừ. còn phải mang nó ra để để đánh đổi đúng rồi đúng thực sự thì 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 đấy là một cái gọi là một lựa chọn mà tôi nghĩ là rất là đáng khâm phục và cũng hy vọng mọi người sẽ gặp may mắn trong cái hành trình sắp tới với các em thank, thank, thank you ờ à, à, tôi có một câu hỏi cuối cùng đấy là nếu bây giờ có một bạn trẻ gọi là muốn gọi là muốn tham gia vào cái lĩnh vực này đi ừ. và muốn trở thành một content creator thì lời khuyên của mọi người cho các bạn là gì đầu tiên là em trước nha xong rồi anh khuyên ừ. nha lời khuyên ờ à, lời khuyên thì lời thứ nhất của tôi đấy là các bạn phải hiểu được rõ khi mà các bạn làm muốn làm một nghề này hãy hiểu được rõ cái mục tiêu cũng như là cái điểm mạnh của mình ở đâu ừ. đa phần các bạn content creator đang bị kiểu gọi là chơi với trong nghề là bởi vì các bạn một có thể là các bạn không hiểu thật bản thân các bạn hai là các bạn đang đi theo điểm mạnh của người khác ừ. ví dụ có những bạn thì các bạn ấy không phải mạnh về biến hình chẳng hạn ví dụ tôi lấy ừ. ví dụ thôi nhưng các bạn thấy là những cái bạn biến hình view rất cao tương tác cực kỳ tốt Nếu các bạn làm theo nhưng các bạn lại không hiểu được rằng đôi khi các bạn lại hợp với những cái ngạch khác có thể mang lại được cái sự tương tác các bạn tốt hơn, ví dụ như là nấu ăn hay bất cứ một cái lĩnh vực nào đấy thì các bạn phải hiểu được cái điểm mạnh của mình thì chính cái điểm mạnh đấy mới khiến các bạn đi xa với nghề được. Cái lời khuyên tiếp theo nữa là nếu mọi người muốn làm cái công việc này thì mình cũng mong muốn là mọi người hãy uh, uh, luôn luôn học hỏi và luôn luôn tiếp nạp kiến thức cho bản thân bởi vì cái nghề này nói gì nó nó là một cái nghề rất là hot thì cái đã hot rồi thì tất cả mọi người đều mong muốn nhảy vào ừ, tranh cao, cạnh okay tranh trời. cực kỳ cao nếu như mọi người không chuẩn bị cho mình một hành trang tốt chuẩn bị cho mình một cái tâm thế tốt thì rất dễ mọi người sẽ bị cảm thấy là mình đuối và mình rơi rụng ở một cái quãng thời gian mà mình đang đang phát triển và cái lời khuyên thứ ba là nếu như mọi người có cơ hội hãy tìm cho mình một người bạn đồng hành người bạn ở đây không cần thiết là phải công ty đôi khi chính là những cái người bạn mà mình đang chơi cùng hoặc là mình mình biết được mình có cơ hội để mình giao lưu mình mình tiếp xúc thì chính những người bạn đấy sẽ là những cái người mà giúp mọi người giải tỏa căng thẳng giải tỏa những cái vấn đề mà mọi người đang gặp phải trong cái nghề này bởi vì thực tế mà nói khi mà mọi người làm cái nghề này mọi người sẽ luôn gặp phải áp lực áp lực từ chính khán giả chỉ là một phần thôi áp lực từ chính bản thân mọi người nữa thì khi mọi người gặp những người bạn mà kiểu có cùng tần số với mình ấy ừ. thì mọi người sẽ luôn luôn tìm được cái sự kiểu đồng nhất và sự chia sẻ. Thì lúc đấy mọi người sẽ cảm thấy là mình luôn luôn có một người để mình san sẻ những cái khó khăn của mình trong cuộc sống. Và trong công việc nữa. Thì đấy là ba lời khuyên mà mình mong muốn là mọi người có thể chuẩn bị cái hành trang cho mình ừ. khi mà vào nghề. Còn chắc chắn Long sẽ có những một số lời khuyên nữa đúng không? Ai nhỉ? một lời khuyên? <laughs> tôi tôi nghĩ là làm. Làm đúng. Không? Làm đi ạ. Cứ làm đúng không? Đúng rồi, cứ phải làm đi ạ thực ra tôi cũng nghĩ thế tôi uh, quan điểm của tôi trong công ty cũng vậy thôi tức là kiểu một khi đã muốn làm gì thì cứ phi vào làm đã làm đúng xong rồi. mới tối ưu được chứ còn chưa làm gì thì tối ưu gì đúng. kiểu nhiều khi mọi người hay bị nghĩ nhiều quá ừ. Ừ. vẽ hưu, vẽ vượn nhiều quá rồi xong rồi bắt đấy, đầu đúng. luôn có bắt đầu đã đúng không tôi làm startup mà tôi biết là có một câu anh em hay nói với nhau mà cái này cũng tôi cũng thấy rất đúng đấy là nếu sản phẩm đầu tiên bạn đưa ra thị trường mà bạn không cảm thấy xấu hổ với nó thì nghĩa là bạn đã đưa ra nó quá muộn bạn à, à, ừ. đưa ra nó quá muộn nên là ok hãy làm đi và và gọi là sau đấy từ đấy thì mình sẽ tối ưu tối ưu dần, ừ. dần dần đến khi mình tìm ra được cái hướng đi ừ. gọi là tốt nhất cho bản thân ừ. ok như vậy thì uh, mình cũng đã nói chuyện với uh, long và nga đúng không hai uh, gọi là content creator rất là thú vị ở trên uh, kênh Thủ long family được uh, hơn một tiếng rồi ừ. thì uh, rất là cảm ơn hai bạn vì đã có mặt ở đây và tôi cũng hy vọng là cái cuối cuộc nói chuyện này nó sẽ nó cũng gọi là gì nhỉ? nó có một cái gì đấy gọi là refresh cho mọi người sau khi mọi người mới có một phiên livestream hay tất cả gì đấy tôi vừa mới đến phát đã ngồi nghe livestream căng thẳng rồi mất cả giọng các thứ nhưng mà tôi thấy hôm nay nói chuyện mọi người nói rất là năng lượng thì uh, thực sự là rất cảm ơn mọi người vì đã dành một buổi chiều thứ bảy để mà cùng quay với tôi một cái số podcast như này và hy vọng là trong tương lai nếu mà có cơ hội thì uh, ví dụ như là mình có thể hợp tác với nhau trên nhiều phương diện khác nhau nữa hoặc là có thể mình cũng sẽ cùng xuất hiện trong một cái podcast hay một cái, cái, cái dự án video dự án nào đó trong tương lai uh, Okay. Bây giờ thì uh, chắc là nếu mà mọi người có một lời nào muốn nói cuối với các bạn khán thính giả người trong môi nghề thì đô hết. Cảm ơn tất cả mọi người đã ở đây để uh, lắng nghe cái cuộc nói chuyện và chia sẻ của bọn mình ngày hôm nay. Uh, bọn mình hy vọng rằng là những cái thông tin đấy có phần nào cũng có thể gọi là mang thêm cho mọi người hoặc là những giây phút giải trí. Hoặc là thêm những thông tin uh, hữu ích để cho mọi người có thêm những động lực trong cái cuộc sống uh, hoặc là kể cả trong cái lĩnh vực uh, làm nghề của mọi người nữa và đặc biệt là với những bạn nào mà đang có cái mong muốn là tham gia vào trong cái, cái lĩnh vực lĩnh vực làm sáng tạo nội dung ở thời điểm hiện tại đó và cứ đương nhiên là hy vọng Spider Room sẽ Spider Room cùng với cả chương trình người trong môn nghề sẽ có rất là nhiều càng ngày càng có thêm nhiều khán giả nữa đón ừ. nhận và cùng đồng hành cùng cả chương trình ok <laughs> cảm ơn mọi người xin chào và gặp lại